Rồi chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship, và cũng cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là một cái các bác lên cho em là cái mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái lọc rác Thiên Nga nhá. Các bác lên cho em là lọc rác Thiên Nga, giá của nó sẽ là 25k cho một con này. Con này thì siêu tiện dụng luôn. Về nhà các bác chỉ cần đeo vào cho cái vòi chậu rửa này cho em là xong. Tí em sẽ có cái video thực tế cho bác xem luôn. Lên cho em là lọc rác Thiên Nga nhá. Đó. Lọc rác này, đấy. Lọc rác Thiên Nga nó sẽ là hình con Thiên Nga như này. Nên bên em lên nó là lọc rác Thiên Nga. Giá của nó sẽ là 25k trên một chiếc như này nhá. 25.000 cho một con lọc rác Thiên Nga như này. Con này thì rất là tiện dụng luôn. Nó bằng nhựa mềm nhá. Và nó rất là bong. Các bác về các bác chỉ cần là đổ rác ra như này là xong. Đấy, chậu rửa mặt, chậu rửa bát nhá. Nó thừa cặn đồ ăn đồ uống các bác cho vào cho em. Đây. Đây các bác này, con này cái tính ứng dụng của nó thì rất là cao. Nhà nào cũng có cái chậu rửa này. Đồ ăn, đồ yếc, đồ thừa đấy các bác cho vào đây cho em. Sau đó thì mình đổ vào thùng rác này, vỗ đi cái sạch luôn. Đó, rất là tiện dụng luôn nhá. Đấy, nói chung là nhà nào cũng có cái chậu rửa cái kiểu như này rồi. Chậu rửa đôi kiểu như này. Đó, rất là tiện. Về nhà các bác chỉ cần là đấy, lọc rác Thiên Nga rất là tiện luôn. Đấy các bác đổ xuống thì nó sẽ bị tắc cống tắc ấy nhá. Đấy, lại phải moi lên moi xuống rất là bất tiện. Về nhà các bác chỉ cần quặc vào cái vòi chậu rửa cho em là xong. Đó, nó sẽ ôm sát như này, siêu tiện dụng luôn. Đồ ăn, thực phẩm, thức ăn thừa đổ hết vào đấy, sau đó thì nước nó sẽ chảy đi, còn lại là cái bã thì mình đổ vào thùng rác. Lên cho em là lọc rác Thiên Nga, giá của nó sẽ là 25.000 cho con lọc rác Thiên Nga như này nhá. 25.000 bằng nhựa. Đấy, con này nhựa của nó sẽ là nhựa mềm, cực kỳ là bền đẹp và chắc chắn luôn. Đó. Các bác chỉ cần quặc vào cái vòi chậu rửa là xong. Lên cho em là lọc rác Thiên Nga. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái túi da bò nhá. Các bác lên cho em là túi da bò. Thì lô này bên shop về nó sẽ có hai màu. Đấy, túi vuông. Các bác lên cho em là túi vuông. Bên shop về nó sẽ có hai màu, có màu xanh và màu xanh và màu xám nhá. Đấy. Màu xanh và màu xám thì tùy các bác lấy màu nào thì lấy. Nó sẽ có quai đeo, quai sách đàng hoàng, và giá của nó sẽ là 180.000 cho một con túi vuông như này. Quai sách, quai sách đàng hoàng nhá. Đấy. Chất liệu của nó là 100% là da bò tự nhiên, da bò tự nhiên nhá. Quai đeo, quai điếc này, tất cả các phần khuy khiếc kết nối của nó đều bằng đồng hết nhá. Đồng đỏ au các bác này. Đó. Đây. Đấy, và rất là nhiều ngăn nhá. Bên trong thì thứ nhất là có một ngăn khóa này, có một ngăn khóa và một ngăn thường này. Bên trong một ngăn khóa, một ngăn thường, một ngăn khóa, một ngăn thường. Tiếp theo là bên ngoài nó sẽ có là một mặt, là mặt này là hai ngăn này, mặt này hai ngăn này. Đấy, mặt đằng sau một ngăn nữa là ba ngăn này. Đấy, và một ngăn to tổng như này. Đó. Về nhà các bác đeo dây vào cho em. Đấy, rất là lịch sự luôn. Các bác trai thì dùng đi du lịch, đi chơi, đi học thì làm đều được hết nhá. Các bác gái thì có thể dùng để mình đi chợ, đi búa hoặc đi đâu cũng được, các bác đeo vào cho em. Đấy, chất liệu của nó thì 100% bằng da bò tự nhiên nhá, da bò tự nhiên. Đây. Đấy, ví dụ như đây em lấy cái đầu này em cào này, qua này. Đấy. Cào nhá. Đây nhá, cái này là cái sắt nhá, cái dây đồng này cào này. Thấy không? Cào cực kỳ mạnh tay luôn, nhưng mà nó chỉ có chai đi thôi, nó chỉ có chai đi thôi. Về nhà các bác test thoải mái luôn, đốt lửa đốt điếc cho các bác đốt thoải mái luôn. Cho test đốt thoải mái, bật máy lửa đốt trực tiếp luôn nhá, thoải mái luôn. Đấy, chất liệu 100% da bò tự nhiên, có hai màu, màu xanh và màu xám như này, màu xanh và màu xám như này. Lên mã giúp cho em là túi vuông nhá, túi vuông. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 cho một con túi vuông như này. Đó. Lên mã giúp cho em là túi vuông nhá. Đó, túi vuông này. Túi vuông, giá của nó sẽ là 180k nhá. 180k cho một con túi vuông như này, khá là tiện dụng luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái túi chéo nhá. Các bác lên cho em là túi chéo. Con này thì giá của nó sẽ là 140.000. Đấy, 140.000 cho một con túi chéo như này. Đó, 140.000 nhá. Con này thì các bác dùng để đeo chéo này. Đấy, đây thì đằng trước của nó sẽ có một ngăn, hai ngăn, ba ngăn, và mặt đằng sau thì một ngăn nữa là bốn ngăn. Đấy, đây nó sẽ là một cái ngăn to như này. Đấy, một ngăn to như này các bác nhá. Ngăn to này để các bác đựng giấy tờ, ví, tiền, điện thoại, iPad, ai cũng đều vừa hết nhá. Đó, một con túi chéo như này rất là khôn sinh luôn. Chiều cao của nó thì vào khoảng là 25, chiều rộng khoảng 20 nhá. Đấy, khóa các thứ kết nối đều bằng đồng hết. Các bác lên cho em là túi chéo nhá. Đấy, lên cho em là túi chéo, giá của nó sẽ là 140.000. Đó, túi chéo này, giá của nó sẽ là 140k cho một con túi chéo như này nhá. 140.000 cho con túi chéo như này. Màu của nó sẽ là màu xanh. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái túi đeo hông này. Túi đeo hông này thì giá của nó sẽ là 130.000 nhá. 130.000. Con này thì có màu nâu, màu xám và màu xanh. Đấy, màu nâu, màu nâu, màu xám, màu ghi nhá. Màu nâu, màu xám, màu ghi. Có 3 màu như này các bác này. Đấy. Màu nâu, màu xám và màu đen nhá. Màu này màu đen này. Đấy, màu này màu nâu này và màu này là màu xám này. Đó, màu nâu, màu xám, màu đen. Đó thì có 3 màu như này. Con này thì sẽ là 130.000. 130.000, chất liệu của nó cũng là da bò nhá. Đấy, nó sẽ có là một ngăn này, hai ngăn này, ba ngăn, bốn ngăn, năm ngăn. Đấy, rất là nhiều ngăn luôn, các bác có thể dùng để mình đi chợ, đi búa này, đựng tiền nong các kiểu, hoặc là đựng đi du lịch mình đeo vào cái túi hông đằng trước này để điện thoại, giấy tờ, ví, tiền vào trong, rất là an toàn.
để đánh trước thì trộm cắp không thể giật được, và có quai đeo bác có thể tùy chỉnh nhá, rất là chắc chắn luôn, quai đeo khuy như này tùy chỉnh rất là ngon đó. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000, lên cho em là túi chéo nhá. Đấy, túi chéo này đó, túi chéo giá của nó sẽ là 130k theo con túi chéo này nhá, 130.000. đấy, thì nếu các bác lấy combo hai món như này thì giá của nó sẽ là 300. Đấy, 300 và bao ship nhá, combo hai món này 300 bao ship này đó. Một túi vuông một túi hông thì cũng là 300 bao ship nhá. Một túi vuông một túi chéo như này cũng là combo như này cũng là 300 và bao ship tận nhà cho bác luôn đó. Thì tùy các bác lấy loại nào. Đấy, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái chai xịt inox nhá. Đấy, xịt inox con này thì bên shop đang bán cho bác với giá đó là 80.000 cho một cái bình xịt inox như này. Con này thì rất là tiện dụng luôn. Đấy, rất tiện dụng nhá. Ví dụ như các cái bề mặt mà các bác dùng nó sử dụng nó bị bong chốc. Minh ơi, lấy cho anh ấy kéo Đức, kéo gà Đức. Các bề mặt các bác dùng nó bị bong chốc, bị dỉ sét, các bác xịt cái này cho em này. Đấy, xịt cái này lên cho em. Đó, đây. Đấy, xịt lên là sẽ đẹp luôn, sáng bóng luôn coi nhá. Đó, sáng bóng luôn. Đấy các bác thấy không? Đấy, đặc biệt là các bác dùng ở ngoài biển này, ngoài các cái khu vực mà hay bị nước muối, nước mặn nó xâm nhập này. Đó, đây. Đấy, nó đang dỉ sét như thế nhưng mà xịt lên cái bóng đẹp sáng tuyệt vời luôn. Con này thì dung tích của nó sẽ là 180g và 350ml nhá, 350ml. Các bác lên cho em là xịt inox nhá. Đấy, lên cho em là xịt inox, giá thì lên cho em là xịt inox nhá. Đó, xịt inox giá thì sẽ là 80k cho một chai xịt inox như này, 80.000 cho một chai xịt inox như này nhá. Lên cho em là xịt inox, giá của nó sẽ là 80.000. Con này thì rất là tiện dụng luôn. Đây, các bác xem này, xịt vào cái là bóng nhoáng đẹp luôn. Đấy, nó sẽ bảo vệ cái phần sắt thép ở bên trong. Đấy, con này thì nó là dạng xịt inox thì nó cao cấp hơn là sơn, nó sẽ chống dỉ được, chống ăn mòn. Còn sơn bình thường thì nó chỉ là phủ trên bề mặt thôi. Con này thì chống dỉ, chống ăn mòn, chống bị ăn mòn xâm nhập nhé. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái kéo cắt gà. Thì bên em có hai mẫu, một mẫu là kéo của Đức và một mẫu là kéo của Nhật nhé. Đấy, các bác lên cho em là kéo gà Đức hoặc là kéo gà Nhật, có hai mẫu như này. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, lên cho em là kéo gà Đức hoặc kéo gà Nhật nhá. Đấy, con kéo gà Đức này thì giá của nó sẽ là 90.000 và con kéo gà Nhật này thì giá của nó sẽ là 130.000. Đấy, tất cả hai con này thì công năng đều như nhau. Đấy, thứ nhất là các bác có thể dùng để có cái phần ngoàm này để cắt gà cắt cá này. Đấy, chuyên để cắt gà cắt cá, cắt thực phẩm, cắt nem, cắt thức ăn. Thứ hai là các bác dùng để cái phần này để mình làm vẩy cá này, làm cá đánh vẩy cá. Thứ ba là các bác dùng để kẹp cua ghẹ rồi mở nắp chai ở cái phần này. Đó, thì một con kéo rất là đa di năng như vậy thì nó sẽ có hai loại, một loại của Nhật và loại của Đức nhá. Con kéo Nhật thì to hơn, dày mình hơn và chắc chắn hơn, độ sắc bén thì như nhau. Nhưng mà con của Nhật thì to hơn, dày mình hơn, chắc chắn hơn. Đây, con của Nhật đây, Japan con này. Đấy, còn con này của Đức này, made in Germany nhá. Đó, made in Germany. Đó, thì lên cho em là kéo gà Đức nhá. Kéo gà Đức thì sẽ là, lên cho em là kéo gà Đức này. Đấy, kéo gà Đức. Giá của nó sẽ là 90k cho con kéo gà Đức nhá. Đây, con này là kéo gà Đức này, 90.000 các bác này. Đấy. Tiếp theo thì lên cho em kéo gà Nhật nhá. Kéo gà Nhật này. Đấy, giá của nó sẽ là 130k nhá. 130k trong con kéo gà Nhật như này. Con này nó to hơn rất là nhiều luôn, to hơn chắc chắn hơn. Lên cho em là kéo gà Nhật, giá sẽ là 130.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo cắt cành tốp nhá. Kéo cắt cành tốp. Con này thì một kéo một lò xo và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 45.000 trong con kéo tốp như này thôi. Lên cho em là kéo tốp nhá, giá sẽ là 45.000. Thép SK5, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó, và giá thì cực kỳ là mềm nhá. Chỉ có 45.000 cho một con kéo cắt cành như này thôi. Có tặng kèm các bác một con lò xo như này. Có kèm cho các bác một cái lò xo về nhà các bác có thể dùng để thay tháo sửa chữa khi mà nó hỏng. Đây, các cái phần đai điếc của nó đều bằng đồng hết nhá. Thép SK5 nhá, thép SK5. Đó, kéo tốp, lên mã cho em là kéo cành tốp. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 45.000 cho một con kéo cành tốp như này. Đấy, lên cho em là kéo cành tốp nhá. Giá của nó sẽ là 45k. Đó. Đấy, các bác lên cho em là kéo tốp nhá. Đó. Kéo tốp này, giá của nó sẽ là 45k. 45k trong con kéo cắt cành tốp như này. Đấy. Ngoài ra thì bên shop sẽ có cho các bác một cái con cao cấp hơn một chút đó là kéo cắt cành cam nhá. Kéo cắt cành cam. Giá của nó sẽ là 70.000. Đấy, 70.000 cho một con kéo cắt cành cam như này. Đó. Lên cho em là kéo cắt cành cam, giá của nó sẽ là 70.000 các nhá. Đấy. Con này cũng kèm một lò xo. Con này thì dày dẫn hơn, chắc chắn hơn, thép SK5 không dỉ này, hàng của Japan nhá, hàng của nội địa Nhật các bác này. Đây. Japan con này, đó, đây,
Japan con này. Đây, hàng nội địa Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Lò xo này, đấy, đẩy ra phát là xong. Con này thì nó sẽ tiện dụng hơn. Lò xo của nó thì các bác không cần phải dùng tay mà chỉ cần bóp này là nó sẽ bật ra thôi. Đấy, nó sẽ là khi mình dùng thì mình đẩy vào như này, còn khi mình bóp thì nó sẽ bật ra. Đó, cơ chế hoạt động của nó rất là thông minh, cũng có kèm một lò xo. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 cho con kéo cắt cành cam như này nhá. Đấy, lên cho em là kéo cành cam giá sẽ là 70k nhá. Đấy. 70.000 cho con kéo cành cam như này. Đấy. Lên cho em là kéo cành cam này, kéo cành cam giá của nó sẽ là 70k nhá. 70k cho con kéo cành cam như này. Đó. Ngoài ra thì bên shop có về cho bác cái con cưa gấp đây. Cưa gấp hàng nội địa của Nhật cũng cực kỳ là cao cấp luôn. Đây. Đấy, Japan có nhá. Đấy, Japan này. Đấy, Japan nhá. Con này thì uốn cong thoải mái này, uốn cong thoải mái luôn. Đó, uốn cong thoải mái. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60.000 cho một con cưa gấp như này, dài 30 cm. Con này thì siêu tiện dụng luôn, dài 30 cm có nhá. Đây. Đấy, có thể bẻ cong thoải mái này, cưa của nó cực chất luôn. Có cái phần mở hình hạt bòng như này, có phần mở hình hạt bòng như này để khi các bác sử dụng thì nó sẽ ví dụ như là các cái phần ví dụ như là mùn cây nhiều này, hoặc nhựa cây này, hoặc là các cái phần mùn thì các bác có thể sử dụng nó rất là tiện. Và giá thì bên shop cưa nó sẽ rất là nhẹ. Lên cho em là cưa trắng đen nhá. Đấy, cưa trắng đen. Giá của nó sẽ là cưa trắng đen này. Cưa trắng đen giá của nó sẽ là 60k trong con cưa như này nhá. 60.000 trong một con cưa trắng đen như này. Bác nào lấy combo nhá, riêng hôm nay thì bác nào lấy combo hai món này, 70 với 60 là 130.000 và bao ship nhá. Đơn hàng từ trên 200 trở lên bên em với bao ship, nhưng riêng hai món này sẽ gửi tới các bác cái giá đó là 130k thôi. 130.000 cho một bộ combo như này và bao ship tận nhà cho bác luôn. Giá tri ân cho khách hàng cực kỳ tốt luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái ô dù Nhật nhá. Các bác lên cho em là ô dù này. Đấy, lên cho em là ô dù. Đấy, lên cho em là ô dù Nhật nhá. Ô dù. Đấy, ô dù Nhật. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80k cho một con ô dù Nhật như này. Rất là tiện các bác nhá. Đấy. Dòng ô tự động con này thì các bác chỉ cần là bóp này sẽ là bật ra thôi. Đây. Đây em sẽ test cho bác xem. Bóp là nó bật ra này. Vâng. Hàng của nó sẽ là hàng nan kép nhá, vải nước đổ đầu vịt chống tia UV nhá. Vải của nó sẽ là vải nước đổ đầu vịt, tức là nước đổ lá khoai đấy. Đổ vào nó trôi đi luôn và nó sẽ rất là nhanh khô và tự động này. Đấy, các bác chỉ cần là ấn vào như này. Đấy, sau đó thì mình gấp vào như này là xong. Gấp vào như này cho em là xong nhá. Đấy, gấp vào này rất là gọn này. Còn khi mở ra thì các bác chỉ cần bóp tay này nó sẽ ra thôi. Đây, hàng cực kỳ chất lượng luôn. Giật chiếc như này thoải mái luôn các nhá. Rất chắc chắn này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con ô dù Nhật như này. Các bác lên cho em là ô dù Nhật nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 cho một con ô dù Nhật như này. Hàng rất đẹp, chiều dài của nó thì vào khoảng là 30 cm. Các bác có thể bỏ trong ba lô này để mình đi du lịch, đi học, đi làm, đi chơi, hoặc là để trên ô tô. Đấy, thì rất là tiện, đặc biệt là các bác nào đi ô tô thì không cần phải dùng hai tay nhá. Mình chỉ mở đẩy cửa ra cái là bật ô là nó sẽ ra luôn. Đấy, lên cho em là ô dù Nhật nhá. Giá sẽ là 80.000. Đấy, 80k cho một con ô dù Nhật như này. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thước laser nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 90.000 cho một con thước laser như này. Hàng này thì các bác dùng để chế cháo này, làm đồ, làm nghề hoặc là làm thợ đều rất ok. Đấy, giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Các bác chỉ cần là rút cho em cái cản pin này ra này. Đấy, ở đây nó sẽ có cái cản pin này, các bác rút cho em cái cản pin này ra và bật lên là xong. Đấy. Đấy, cái tia của nó sẽ là như này các bác này. Thì mình để mình dùng để mình đo đạc này. Đấy, đo đây, em dọn lên cái biển chữ nó rất là rõ luôn này. Đấy, số nó. Đây. Đấy, các bác có thể dùng để mình lấy các cạnh ví dụ như là đây. Đấy, em dọn lên cái thùng bìa này, các bác nhìn rất là rõ luôn nhá. Đấy, thì các bác đẩy lên thì nó sẽ là lấy ngang này. Đấy, đẩy xuống thì lấy dọc này. Và nấc ở giữa thì nó sẽ là lấy góc vuông nhá, lấy góc vuông. Đó, rất là tiện này các bác này. Đó, lấy góc vuông như này. Đây. Đấy, các bác thấy không? Rất là tiện luôn, lấy góc vuông như này nhá. Đó. Và con này thì ngoài cái chức năng là thước laser này thì nó còn có 4 cái điểm, 3 cái điểm để các bác đo này. Đầu tiên là đo đứng này, dưới này đo đứng này. Đấy, đo đứng này, đo nằm và đo nghiêng. Ở đây thì nó sẽ có một cái thước mực bằng nhôm 15 cm. Thước mực bằng nhôm 15 cm. Đấy, bên này thì nó sẽ là một cái thước khổ rộng từ 1 đến 6 này. Đấy, thước này thì khổ rộng từ 1 đến 6. Ngoài ra thì nó sẽ có thêm cho các bác là một cái thước rút như này. Đấy, bác nào làm thợ làm nghề thì rất là tuyệt vời luôn, một cái thước rút như này nữa này. Đấy, các bác bóp này nó sẽ vào này. Đấy, một con thước rút như này. Con này thì thước rút này dài 2,5 m nhá, dài 2,5 m. Rất là tiện dụng luôn. Đấy, thước thì số cũng khá là to và rõ ràng luôn nhá. Nó rất tiện dụng luôn. Đây. Đấy, đầy đủ các cái thông tin thông số như này. Kèm thêm cho các bác là 3 viên pin phụ bên ngoài nữa, hết pin các bác thay vào cho em. Đó. Kèm 3 viên pin phụ nữa. Và giá thì bên shop đang gửi cho các bác combo một cái thước laser như này, giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Lên cho em là thước laser, giá của nó sẽ là 90k. Đó. Các bác lên cho em là thước laser nhá. Đó. Thước laser, giá của nó sẽ là 90k cho một con thước laser như này. 90.000 cho một con thước laser như này nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo
Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái con đồng hồ. Con này thì các bác lên cho em là đồng hồ T8 nhá. Đấy, đồng hồ T8 giá sẽ là 170.000. Dòng này thì 100% nó hết pin, cho nên là về nhà các bác tự các bác sạc pin vào cho em nhá. Hàng lỗi bảo hành đổi mới cho nên các bác yên tâm. Đấy, về nhà các bác sạc pin vào cho em, sau đó thì mình bật lên này. Đấy, bật như này là nó sẽ lên. Đó. Dòng này thì 100% là nó hết pin hết rồi. Đấy, thi thoảng mới có con còn pin thôi, còn là nó hết pin nhá. Đó. Hàng rất nét ngon lành cho bác luôn. Đây. Đấy, nó sẽ có nhà nghe nhạc này, đàm thoại này, rồi các cái chế độ nhá. Và rất là nhiều các cái ứng dụng hay nữa, nhắn tin, gọi điện, đo nhịp tim, đo huyết áp đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, về nhà các bác có thể sử dụng nhá. Giá thì chỉ có 170.000 thôi. Đo nhịp tim, đo huyết áp được luôn các nhá. Đây. Đấy, cái hệ điều hành của nó này rất là nhiều luôn nhá. Đấy, rất nhiều chức năng luôn. Đấy, kết nối điện thoại rồi nói chung là đầy đủ cho các bác nhá. Tính nhịp chạy, đo nhịp tim. Đây em sẽ đo nhịp tim cho các bác xem này. Đấy, các bác chỉ cần đeo đặt này thôi, nó sẽ đo cả nhịp tim cho các bác luôn. Đó, đây. Các bác thấy không? Đấy, rất là tiện này. Đấy, đo cả nhịp tim luôn. Đấy, nhịp tim của em là 77 này. Đấy, các bác comment cho em tí xem là cái nhịp tim như này đã ok chưa. Đó, rất là ngon lành nhá. Và rất nhiều ứng dụng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đó. Lên mã giúp cho em là đồng hồ T8, giá của nó sẽ là 170.000 cho con đồng hồ T8 như này. Đấy. Lên cho em là đồng hồ T8, giá sẽ là 170k nhá. 170k. Đó. Đồng hồ T8 này, đồng hồ T8 giá sẽ là 170k nhá, 170k cho một con đồng hồ T8 như này. Giá sẽ là 170.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Đấy. Ở đây thì nó sẽ là một con vòng kèm thêm cho các bác là các cái hạt nam châm đính kèm. Đấy. Các cái hạt nam châm đây, đây. Ở đây thì nó sẽ có các cái hạt nam châm từ trường đính kèm như này. Đấy, các hạt nam châm từ trường đính kèm như này. Khi đeo vào thì các bác vừa dùng để làm trang sức này. Đấy. Hàng này của nó sẽ là hàng 18 carat nhá. Đấy, 18 carat. Đó, mạ vàng 18 carat. Đấy, các bác có thể là sử dụng để mình đính đeo trang sức này, vừa làm trang sức này, vừa làm gọi là vừa làm trang sức, vừa là giúp cho các bác điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Ở đây thì nó sẽ đính cho các bác là cứ cách một ô thì lại đính một cái hạt nam châm từ trường như này. Cách một ô lại đính một cái hạt nam châm từ trường như này. Vòng này thì giúp cho các bác là ổn định huyết áp, điều hòa huyết áp, máu huyết lưu thông, kinh mạch ổn định. Rất là tốt luôn, đặc biệt là bác nào mà đang bị huyết áp cao, huyết áp thấp thì các bác đeo vào rất là tốt. Hoặc là các bác có thể đeo phòng trước cũng rất là ok. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng và giá thì rất hợp lý nhá. Lên cho em là vòng vàng điều hòa huyết áp, nó sẽ là màu vàng như này. Lên cho em là vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Vòng vàng này, đấy. Điều hòa huyết áp, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50k thôi, chỉ có 50k cho một con vòng vàng điều hòa huyết áp như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop còn một ít cái sạc rút này nữa thì thanh lý nốt cho các bác, giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đấy. Ở đây thì nó sẽ là một cái đầu 3 dây như này và một cái đầu như này. Đấy, các bác rút ra xem. Tổng chiều dài của nó thì khoảng từ 70 đến 80 cm. Đấy, không dùng nữa thì mình lại rút gọn vào. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là ba đầu sạc này. Đấy, một đầu Samsung, một đầu Type-C, một đầu iPhone, rất là tiện. Đấy. Và giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác một con sạc như này, giá của nó chỉ có 20.000 thôi. 20.000 cho một con sạc rút như này thôi nhá. Giá cực kỳ hạt rẻ cho các bác luôn và rất là nhỏ gọn, các bác có thể gập như này này. Đấy, gập như này rất là nhỏ gọn luôn. Đấy. Các bác có thể gọn trong vòng có 3 ngón tay như này. Trong lòng 3 ngón tay như này rất là tiện này. Đấy, lên cho em là sạc rút. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 20k cho một con sạc rút như này nhá. Đấy. Các bác lên cho em là sạc rút này. Đó, lên cho em là sạc rút. Giá của nó sẽ là 20k nhá. 20k cho một con sạc rút như này thôi, rất là tiện dụng luôn. Đó, 20.000 các bác nhá. Đó, lên cho em là sạc rút, giá sẽ là 20.000. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ví xanh nhá. Một bộ của nó sẽ bao gồm cho các bác là đầy đủ các cái chi tiết như này. Dao, kéo, cắt rồi các cái chi tiết đi kèm nhá. Đấy. Một cái con ví xanh đầy đủ, đẹp, sắc nét như này. Mà giá thì chỉ có 100 cành thôi. Bốn cái cắt móng này, bao gồm cho các bác là bốn cái cắt móng này. Đấy. Sẽ có cho các bác là bốn cái cắt móng này, rồi là nặn mụn này, rồi lấy dái tai, rồi tẩy da, cắt móng da thừa, rồi nói chung là nạo gót chân. Có cả cho các bác một con nạo gót chân như này nữa nhá. Một con nạo gót chân như này nữa. Đó. Combo cho các bác một bộ sản phẩm đầy đủ các chi tiết như này. Mà giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 100 cành thôi. 100 cành cho cái bộ ví xanh như này nhá. Lên cho em là ví xanh nhá. Giá của nó sẽ là 100k. Đó, các bác lên mã giúp cho em là ví xanh này. Đó. Lên cho em là ví xanh nhá. Giá của nó sẽ là 100k. 100k cho một con ví xanh như này, rất tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo,
Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái nhang trầm nhá. Các bác lên cho em là nhang trầm. Đấy. Giá của nó sẽ là 40k cho một hộp nhang trầm như này. Đấy, ở đây thì nó sẽ là 100 vòng luôn. Đó. Đấy, lên cho em là nhang trầm nhá. Các bác lên cho em là nhang trầm này. Nhang trầm giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một hộp như này. Bao gồm cho các bác là 100 vòng luôn. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng nhá. Một hộp này của nó sẽ là 100 vòng. Đấy. Đấy thì mỗi một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 100 vòng. Đấy, tức là 50 phên, mỗi phên là 2 vòng. Đấy, 50 phên và nó đan vào nhau luôn. Và mỗi phên là 2 vòng nhá. Đấy, chất liệu của nó là trầm gỗ tự nhiên, cực kỳ là thơm luôn. Đấy, mỗi phên này của nó sẽ là 2 vòng nhá. Mỗi phên này là 2 vòng này. Chất liệu của nó sẽ là trầm gỗ tự nhiên, hương thơm dịu nhẹ, dễ chịu, thư giãn thư thái nhá. Và cái này nó nén rất là chặt nên nó cháy cực kỳ là lâu luôn. Nếu các bác để trong cái môi trường mà ít gió nó sẽ cháy cho các bác là từ 2 đến 3 tiếng. Còn môi trường nào nhiều gió thì nó vào khoảng là 2 tiếng nhá. Đấy, một hộp như này là chỉ có 40.000 thôi. Các bác có thể thắp lên để cho cơ thể thư thái này, thoải mái, thư giãn này. Hoặc là trong các cái dịp lễ Tết thờ cúng đều ok hết. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Nhang trầm của Nhật nhá. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40k cho một hộp nhang trầm như này. Lên cho em là nhang trầm giá sẽ là 40.000. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác cái thìa vàng, thìa bạc nhá. Đấy. Thìa vàng, thìa bạc như này, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Đấy. Thìa vàng, thìa bạc hàng rất là đẹp nhá. Đấy. Nó sẽ có hai màu, màu vàng và màu bạc như này. Con này thì bên shop sẽ bán theo cho các bác là 15.000 một chiếc như này nhá. 15.000 một chiếc như này. Đấy, lên cho em là thìa vàng, thìa bạc. Giá của nó sẽ là 15k cho một chiếc như này. Đấy, 15k cho một chiếc thìa vàng, thìa bạc như này thì nó sẽ có màu vàng và màu bạc. Thì tùy theo các bác muốn lấy màu nào thì lấy các bác nhá. Đó. Em về thì nó sẽ có hai màu, màu vàng và màu bạc nhá. Màu vàng và màu bạc. Đấy. Thì nó sẽ có hai màu này, màu vàng và màu bạc. Giá thì sẽ là 15k một chiếc và ưu ái cho các bác là sẽ là mua 5 tặng 1 nhá. Mua 5 tặng 1, giá sẽ là 15.000 cho một chiếc như này. Đấy, hàng siêu dày dẫn và chắc chắn luôn. Đây. Đấy, có hai màu, màu vàng và màu bạc như này, rất là đẹp, dày dẫn chắc chắn nhá. Hàng bằng inox 304. Inox 304 cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn, có hai màu, màu vàng và màu bạc. Thì các bác lên cho em là thìa vàng hoặc thìa bạc nhá, tùy theo. Các bác muốn lấy loại nào thì lấy. Lấy con màu vàng thì lấy mà lấy con màu bạc thì lấy, rất là đẹp luôn. Hàng mạ vàng 18 carat siêu đẹp luôn nhá. Đấy, thì nếu các bác lấy thì các bác lên cho em là thìa vàng hoặc thìa bạc. Em bán lẻ sẽ là 15.000 một chiếc như này. Đấy, 15.000 một chiếc như này và các bác mua 5 thì sẽ được tặng 1 nhá. Đấy. Lên cho em là thìa vàng, thìa bạc này, rất đẹp, rất tuyệt vời cho bác luôn. 15.000 một chiếc và mua 5 thì sẽ được tặng 1 nhá. Mua 5 được tặng 1. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bật lửa đồng hồ nhá. Bật lửa đồng hồ. Con này thì chưa có ga đâu, về nhà các bác sẽ tự bơm ga cho em. Đó. Thì ưu điểm của con này thì nó sẽ là vừa là bật lửa vừa là đồng hồ luôn. Dòng đánh lửa tự động nhá, đánh lửa tự động. Đó, đây. Các bác này. Đó, có bật lên có cả đồng hồ như này. Giá sẽ là 100k cho con bật lửa đồng hồ như này nhá. Đấy, 100.000. Bật lên thì nó sẽ có đồng hồ này. Đấy, sẽ đồng hồ sẽ sáng như này. Đấy, và các ấn cái lẫy này vào là đồng hồ sẽ chạy này. Đấy, một con bật lửa đồng hồ siêu đẹp luôn, có sẵn pin đồng hồ chạy bình thường nhá. Đó, rất đẹp nhá. Hàng này, đấy, ốp gỗ cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, ốp gỗ cực đẹp luôn. Các bác bật lên này này, bật lên này thì nó sẽ sáng này và đồng thời là lửa lên nhá. Đấy, lửa lên luôn, rất là tiện. Đấy, còn các bác hơi nhấn nhẹ này là nó cũng sáng rồi. Rất là tiện luôn nhá. Lên xem là đồng hồ bật lửa, giá thì sẽ là 100.000, về nhà các bác tự bơm ga. Đó. Lên mã giúp cho em là đồng hồ bật lửa nhá. Đấy, đồng hồ bật lửa. Giá của nó sẽ là 100k. Về nhà các bác tự bơm ga nhá, tự bơm ga. Đấy. Tự bơm ga tức là không có ga nhá, không ga. Không ga, về nhà các bác tự bơm ga cho em. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô đó là khăn bếp nhá. Khăn bếp. Giá thì sẽ là 30k cho một bịch như này, bao gồm là 10 chiếc. Hàng này nó sẽ là hàng loại to nhá, hàng loại to. Hàng loại to dày dẫn chắc chắn cho các bác yên tâm sử dụng. Lô này thì nó sẽ là hàng loại to và dày dẫn chắc chắn. Đây. Một bịch như này bao gồm cho các bác là một bịch như này bao gồm cho các bác là 10 chiếc này, 10 chiếc. Các bác dùng để lau bếp, lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa, lau các loại lau luôn. Đó, lau các loại lau luôn. Đây. Nó sẽ là một mặt thô và một mặt mịn như này. Đấy, một mặt thô, một mặt mịn. Siêu thấm hút nước cực kỳ là tốt luôn. Các bác dùng để lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa, vệ sinh nồi niêu xoong chảo. Đấy, tủ ghế kệ rồi các loại các đà kiểu con đà điểu luôn. Đấy, một bịch như này bao gồm cho các bác là 10 chiếc và giá sẽ là 30.000 nhá, 30.000. Tính ra vào 3.000 một chiếc thôi. Đấy, 3.000 một chiếc thôi. Nhà ví dụ có cỗ, có bàn, có khách, có khứa nhá, các bác cứ dùng cái khăn này xem. Ăn cơm, ăn cỗ, ăn thịt gà, lau chùi nó rất là tiện và nó sạch sẽ, nó không bị dính nhá, không bị dính. Giá sẽ là 30k.
Lên cho em là khăn bếp, con này em đang bán là 40.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 30.000 cho một con khăn bếp như này thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác là dòng sản phẩm đó là cái máy sấy tóc, hàng thương hiệu Philips nhé, hàng thương hiệu Philips. Hàng này thì cực kỳ chất cho các bác rồi, bên shop bán rất là nhiều. Công suất của nó sẽ là 3.000W nhé, 3.000W. Hàng của thương hiệu Philips đây, đấy, hàng Philips công suất 3.000W. Có hai công tắc này, đấy, hai công tắc như này nhá. Một công tắc về nguồn và một công tắc là về nhiệt nhá, về nhiệt. Nguồn thì nó sẽ có hai công tắc là một số 1 và số 2, nhiệt thì cũng có số 1 và số 2 luôn. Đó. Và bên shop đang gửi tới bác một cái con máy sấy tóc Philips như này. Đấy, các bác lên cho em là sấy tóc Philips nhá. Đấy, sấy tóc Philips nhá. Philips. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130k cho một con máy sấy tóc Philips như này. Công suất của nó sẽ là 3.000W nhá. 3.000W. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con đuôi đèn cảm ứng nhá. Đấy, con này thì tức là dòng cảm ứng chuyển động đấy. Các bác cứ có người đi đến thì nó sẽ sáng và hết người thì nó lại tự tắt. Nó rất là tiện như vậy. Thì về nhà các bác chỉ cần đấu trực tiếp điện 220 cho em. Sau đó thì con này nó có ốc yếc các thứ đầy đủ cho bác luôn này. Đấy. Về nhà các bác đấu điện trực tiếp 220 cho em. Sau đó thì mình xoáy cái đèn vào đây. Và nó sẽ là cái đuôi cảm biến này. Ở đây nó sẽ là một cái đuôi cảm biến như này. Khi mà có người qua thì nó sẽ sáng và không có người qua thì nó sẽ lại tắt nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ có để cho các bác là 16 giây, 32 giây và 300 giây. Và có chế độ là sáng ban ngày, sáng ban đêm hoặc là sáng cả ngày. Đấy, nó rất là tiện. Giá thì chỉ có 60k thôi. Lên cho em là đuôi đèn này, đuôi đèn cảm ứng nhá. Đuôi đèn cảm ứng. Giá của nó sẽ là 60k cho một con đuôi đèn cảm ứng như này. 60.000 các bác nhá. Rất là tiện, đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Các bác này, đấy. Sử dụng các loại bóng đèn công suất dưới 60W. Đấy. Đèn tự động bật tắt khi có người vào nhà vệ sinh, nhà tắm không cần phải dùng tay bật công tắc bóng đèn nữa, không sợ tay ướt sờ và bị điện giật, tiết kiệm điện và tránh lãng phí. Không còn phải lo sợ ngã trên cầu thang tối đêm nữa. Với đèn cảm ứng, tên trộm cũng không dám bén mảng đến các khu vực được bảo vệ bởi sản phẩm này. Đuôi đèn cảm ứng chuyển động, sản phẩm cực kỳ đơn giản sử dụng. Các bác mua về và lắp vào vị trí thích hợp, sử dụng các loại bóng đèn công suất dưới 60W. Đèn tự động bật tắt khi có người vào nhà vệ sinh, nhà tắm không cần phải dùng tay bật công tắc bóng đèn nữa, không sợ tay ướt sờ và bị điện giật, tiết kiệm điện và tránh lãng phí. Không còn phải lo sợ ngã trên cầu thang tối đêm nữa. Với đèn cảm ứng, tên trộm cũng không dám bén mảng đến các khu vực được bảo vệ bởi sản phẩm này. Đó, rất là tiện luôn nhá. Giá thì chỉ có 60.000 trong cái đuôi này thôi. Về nhà các bác thay cái đuôi thường ra, cho cái đuôi này vào cho em là xong. Đó, đuôi đèn cảm ứng chuyển động. Đuôi đèn cảm ứng nhá. Giá của nó sẽ là 60k trên một chiếc này. Ngoài ra thì bên shop có cái đuôi gọi là đuôi lò xo nhá. Đuôi này là đuôi lò xo. Đấy, đuôi lò xo giá của nó sẽ là 35.000 trong cái đuôi lò xo như này. Đấy, các bác lên cho em là đuôi lò xo A nhá. Đuôi lò xo A. Giá của nó sẽ là đấy, đuôi lò xo A, giá của nó sẽ là 35.000 cho một con đuôi lò xo A như này. Con này thì có công tắc đóng ngắt này. Về nhà các bác cắm trực tiếp vào nguồn điện cho em. Sau đó thì mình xoáy bóng vào cho em là xong. Đó. Và khi mà sử dụng thì các bác bật lên, bật công tắc như này nó rất là tiện này, có công tắc đóng ngắt nhá. Đây, xoay đi xoay lại như này đảo hướng rất là tiện luôn. Lên cho em là đuôi lò xo nhá, đuôi lò xo A, giá sẽ là 35.000. Đó. Lên cho em là đuôi lò xo A nhá, giá của nó sẽ là 35k cho một cái đuôi lò xo A như này. Rất là tiện nhá. Rất tiện luôn, giá sẽ là 35k. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái cây sâm thịt nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là cây sâm thịt này. Con này rất là tiện luôn. Các bác có thể dùng để mình sâm thịt này hoặc là chế biến đồ ăn thức uống này. Giá thì chỉ có cho các bác là 35k thôi. 35k cho một em cây sâm thịt như này. Lên cho em là cây sâm thịt, giá sẽ là 35.000. Con này thì nó rất là tiện luôn. Cây sâm thịt. Đây các bác này, rất là tiện luôn nhá. Các bác cứ cho vào mình châm như này, đó, sau đó thì mình sử dụng thôi. Rất là tiện, đó. Rất là tiện luôn. Con này thì khá là tiện dụng rồi và giá thì rất hợp lý nhá. Giá rất hợp lý luôn. Chỉ có cho các bác là 35.000 thôi. Về nhà các bác dùng đồ ăn đồ uống này chiên rán xào nấu, mình muốn tẩm ướp gia vị trước thì mình ấy đi. Mình dùng cái xiên này mình xiên vào cho đó thì tẩm ướp vào cho em là ok nhá. Giá của nó sẽ là 35.000 cho một cây sâm thịt như này nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là các bác lên cho em là con máy chà gót chân. Con này thì bên em đang bán là 100, đợt này về cho bác giá chỉ còn 90.000 cho một con máy chà gót chân này thôi. Ở đây thì sẽ bao gồm cho các bác là một máy này, một máy để các bác dùng để mình chà gót này. Đấy. Một máy dùng để chà gót đây, máy thì chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đấy. Về nhà các bác cắm pin vào cho em nhé, cắm sạc vào này. Đấy. Các bác ví dụ như là các cái phần da khô nứt nẻ gót chân, gót tay rồi các cái khu vực nào da nó bị vẩy, bị sừng, bị khô nứt nẻ các bác mài đi cho em. Đó, đưa vào mài đi. Đó.
Con này thì nó sẽ có hai cấp độ, con này nó đang yếu pin rồi nha. Về nhà các bác sạc vào cho em thì chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đó, thì bên shop sẽ bán cho bác là 90k cho con máy như này, kèm thêm cho các bác là một viên đá và một cáp sạc nhá, một viên đá một cáp sạc. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Nó rất là tiện ích và dễ sử dụng. Đấy, các bác không phải dùng dao, dùng kéo, cào, cấu, cắt thì nó ảnh hưởng đến cơ thể nha các bác nhá. Đó, lên cho em là máy trà gót, giá của nó sẽ là 100k cho con máy trà gót như này, giá còn 90.000. Ngoài ra thì bên shop có bán kèm một cái lọ cao ngựa như này, giá sẽ là 30.000 cho một lọ nhá. Về nhà các bác trà xong thì các bác bôi vào cho em. Đấy, bôi vào để nó làm giảm đi các cái phần da nó bị, con này nó sẽ giúp tái tạo các cái phần da bị khô nứt nẻ nhá. Tái tạo da khô nứt nẻ làm cho da nó mềm ra. Đó, da nó mềm ra rất là tốt luôn. Đấy, thì giá của nó sẽ là 30.000 cho một lọ cao ngựa như này. Các bác có thể mua kèm cả cái cao ngựa này mình sử dụng luôn. Đấy, cao chiết xuất từ nấu từ ngựa nhá, rất là tốt luôn. Và giá thì chỉ có 30k cho một lọ cao ngựa như này thôi. Lên cho em là cao ngựa, giá của nó sẽ là 30.000 cho một lọ nhá. Về các bác bôi vào rất là tốt luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Đây các bác nha, đây là cái máy này. Đấy, các bác đưa vào mình mài trà các cái phần gót chân đi, các cái phần da mình khô, da khô, da nứt nẻ các bác mài đi chưa. Đấy, mài đi chưa. Sau đó thì mình dùng cái cao ngựa mình bôi vào. Đấy, mình mài mình trà đi chưa. Đấy, trà đi, sau đó thì mình bôi cái cao ngựa vào cho em là ok nhá. Đó, bôi cao ngựa vào cho em là ok luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý này. Đấy, các cái phần gót chân mà bị khô, nứt nẻ, bị bong chốc như này các bác bôi vào cho em, nó rất là tiện luôn nhá. Giá thì rất hợp lý các bác nhá. Đó, lên cho em là máy mài gót chân 90.000. Và cao ngựa thì giá của nó sẽ là, cao ngựa thì giá của nó sẽ là, đây, cao ngựa thì giá của nó sẽ là 30.000 nhá. Đây. Đấy, các bác trà đi mài vào cho em là đẹp luôn, da khô, da chân gót, chân gót tay hồng hào rất đẹp luôn các bác nhá. Đó. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo đó là shop tiếp tục về cho bác dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là đũa sứ nhá. Đấy, lên cho em là đũa sứ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá một vỉ đũa như này bao gồm cho các bác là 5 đôi. Hàng cực kỳ VIP cho các bác luôn. Đấy. Đũa sứ nhá, lên cho em là đũa sứ, giá của nó sẽ là 80.000 cho một vỉ như này bao gồm 5 đôi. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp rồi. Đấy, con này thì ưu điểm của nó sẽ là hàng rất là đẹp luôn. Ưu điểm của nó thì nó sẽ là chống nấm mốc này, chống các cái vi khuẩn xâm nhập này. Đấy. Một hộp này của nó bao gồm cho các bác là 5 đôi. Màu thì là màu trắng cực kỳ đẹp và chất lượng luôn. Đấy, con này chỉ lưu ý các bác là sử dụng nhẹ nhàng. Đấy, tại vì nó bằng sứ mà. Đấy, khi mình rửa ráy thì mình để nhẹ nhàng cho em là được. Đó. Thì con này rất là đẹp luôn. Đấy, các bác nhà ví dụ không có trẻ con thì dùng cái này thì chấm hết luôn. Rất đẹp, rất sạch sẽ. Sứ thì các bác biết rồi, ưu điểm của nó là nhanh khô, sạch sẽ, không bị vi khuẩn, vi trùng, nấm mốc xâm nhập. Nó rất là tiện dụng như vậy và giá thì rất hợp lý nhá. Lên cho em là đũa sứ nhá, đũa sứ. Giá của nó sẽ là 80.000 cho một vỉ như này. Một vỉ bao gồm cho các bác là 5 đôi. Đấy. Một vỉ này bao gồm là 5 đôi, hàng của Nhật cực kỳ là đẹp và chất lượng luôn. Đấy, hàng này nó sẽ là phân khúc cao cấp, phân khúc nhà giàu đấy các bác nhá. Lên cho em là đũa sứ nhá. Đấy. Đũa sứ này giá của nó sẽ là 80k trên một vỉ như này bao gồm cho các bác là 5 đôi nhá. 80.000 trên vỉ 5 đôi. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái tất nai nhá, tất nai. Đấy thì nó sẽ có cho các bác là màu đen và màu trắng như này, tất nai có màu đen màu trắng. Một vỉ sẽ bao gồm cho các bác là 10 đôi. Một vỉ bao gồm là 10 đôi và giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 90.000. Các bác lên cho em là tất 10 nhá. Tất 10 thì các bác lấy màu đen thì hô là đen, mà lấy màu trắng hô trắng. Em bán theo vỉ này không bán lẻ. Giá của nó sẽ là 90k trên một vỉ 10 đôi. 90.000 trên vỉ 10 đôi. Hàng này thì của nó sẽ là một cái dòng phân khúc cực kỳ là cao cấp luôn. Đấy, 100% là sợi cốt tông, sờ vào cực kỳ là êm, mềm mịn mướt nhá. Đấy. Êm mềm mịn mướt đây các bạn này. Đấy. Co giãn 4 chiều thấm mồ hôi siêu tốt luôn. Co giãn 4 chiều thấm mồ hôi siêu tốt nhá. Đó. Lên mã giúp cho em đó là tất. Lên cho em đó là tất 10 nhá. Các bạn lên cho em là tất 10. Một hộp như này của nó sẽ là 10 đôi. Cho nên là lên cho em là tất 10 nhá. Và giá thì một vỉ này là 10 đôi. Đấy, lên cho em là tất 10, giá sẽ là 90k nhá. Đấy thì có bác lấy màu đen thì lên cho em là tất 10 đen nhá. Đấy, còn lấy màu trắng thì lên cho em là tất 10 trắng nhá. Đấy, tất 10 trắng hoặc tất 10 đen. Giá thì siêu tốt cho các bác rồi. Đấy, lấy đen thì lên đen mà lấy trắng lên trắng. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90k cho một vỉ như này nhá. Rồi ok. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái con át đảo chiều nhá. Át đảo chiều. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Con này thì của nó sẽ là 63A nhá, 63. Điện của nó lên tới 400V, 400V luôn các bác nhá. Đấy, con này công suất cực kỳ lớn luôn. Công suất của nó sẽ là 63A. Các bác lên cho em là át đảo chiều.
Đấy, con này thì đấu nối cực kỳ đơn giản thôi. Nếu các bác không biết đấu nối thì có thể liên hệ kết bạn Zalo để em gửi cái sơ đồ cho các bác, hoặc là bác nào mà không có chuyên môn thì cứ gọi thợ điện lên họ đấu cho. Đấy, cho nó chuẩn chỉ các bác nhá. Lên cho em là át đảo chiều nhá. Át đảo chiều. Giá thì sẽ là 110.000. Đó, át đảo chiều này. Giá của nó sẽ là 110k cho một con át đảo chiều như này, 110.000. Công suất của nó sẽ là 63A nhá, 63A. Đấy, thì con này cái tính ứng dụng của nó thì các bác dùng điện gia đình là ok rồi, và tính ứng dụng của nó thì sẽ là sử dụng cho máy phát điện này, hoặc là hai motor, hai công tơ này. Nhà bác nào hai công tơ, ví dụ như là nửa tháng đầu thì dùng cái công tơ 1, nửa tháng sau thì dùng cái công tơ 2, thì các bác sử dụng cái con này cho em, nó rất là tiện. Có sơ đồ đấu nối rất đơn giản cho các bác thôi. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Lên mã giúp cho em là át đảo chiều, giá của nó sẽ là 110.000 cho con át đảo chiều như này. Các bác có thể dùng hai công tơ nhá, dùng hai công tơ hoặc là dùng máy phát điện đều ok hết, 110.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác dòng sản phẩm, đó là cái dao Wattbo, hàng của thương hiệu Wattbo của Nhật nhá. Thì bên shop về cái mẫu này thì nó sẽ có cho các bác là đấy, nó sẽ có cho các bác là hai loại, một loại là mũi nhọn và một loại là mũi vuông. Đó, đây nó sẽ là một con dao Nhật cực kỳ chất lượng như này, hàng nguyên đai nguyên kiện này, hàng của thương hiệu Wattbo của Nhật nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng mới tinh luôn. Đấy, nó sẽ có, các bác lên cho em là dao nhọn hoặc dao vuông. Đấy, dao nhọn hoặc dao vuông, nó sẽ có hai mẫu như vậy. Đây. Đấy, thì giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Giá rất là tốt cho các bác luôn. Đây, đây. Con này thì nó sẽ là một con mũi vuông như này nhá. Con này thì bên em gọi nó là mũi vuông. Chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 30 cm. Hàng thì siêu bén cho các bác luôn. Đấy. Đây em sẽ test trực tiếp cho các bác xem cắt giấy bóng nhá, cắt giấy bóng này. Đấy. Hàng siêu bén cho các bác luôn, hàng siêu bén. Đây, test trực tiếp cắt giấy bóng các bác này. Rất là ngon luôn nhá. Đấy. Bình thường nếu mà một con dao mà để cắt được một cái giấy bóng như này thì không hề là đơn giản chút nào đâu các bác nhá, không hề đơn giản đâu. Đấy, nhưng mà em cắt rất là ngon luôn các bác nhá, cắt rất là ngon luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là dao vuông nhá, dao vuông. Con này thì có lên cho em là dao vuông. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 cho con dao vuông như này. Đấy, lên cho em là dao vuông nhá, giá của nó sẽ là 180k. Đó, lên cho em là dao vuông này, đó. Dao vuông, giá của nó sẽ là 180k cho con dao vuông như này nhá. 180.000 cho con dao vuông như này. Đấy, 180k nhá. Con này là dao vuông này. Tiếp theo thì các bác lên cho em. Đấy, con này nó sẽ là một con dao nó mũi nhọn này. Đấy, một con mũi vuông và một con mũi nhọn. Con này thì các bác lên cho em là dao nhọn nhá. Đấy, lên cho em là dao nhọn. Đây. Các bác lên cho em là dao nhọn này. Giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác một con dao nhọn như này, giá rất hợp lý luôn, 175.000. Nếu bác nào mua từ hai mua một cặp này thì bên em sẽ tính cho bác là 350 và bao ship nhá, 350 và bao ship. Đấy, đây, con này thì nó sẽ là dòng mũi nhọn như này nhá, mũi nhọn như này. Hai con thì độ bén đều là như nhau nhá, độ bén đều như nhau, độ bén này khỏi phải bàn rồi. Kích thước đây, đấy, dao của nó hoàn toàn là bằng thép hết, hàng thương hiệu Wattbo Japan này, dao bằng thép hết nhá. Rất bén luôn, các bác dọc được dưới bóng như này là các bác biết rồi. Đấy. Một con dao bình thường thì không bao giờ có thể dọc được giấy bóng nhá. Phải là dòng siêu bén thì mới dọc được giấy bóng như này. Các bác thấy không? Đây. Phải là dòng dao siêu bén nhá, con dao bình thường là không dọc được đâu. Lưu ý các bác vậy luôn. Đấy. Dao bình thường là không có thể dọc được, phải dòng siêu bén thì mới dọc được nhá. Đấy, siêu bén thì mới dọc được. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái dao. Con này là sẽ là dao nhọn nhá. Các bác lên cho là dao nhọn, giá sẽ là 175.000. Đó. Dao nhọn, giá của nó sẽ là 175k nhá. 175k cho con dao nhọn như này. Đấy. Thì nó sẽ có hai mẫu dao nhọn và dao vuông. Đây. Đây con này. Đấy, một con là vuông và một con là nhọn. Con này là vuông này và con này là nhọn này. Đây, mũi nó nhọn như này, còn con này mũi nó vuông này. Nếu bác nào mua từ hai con này thì bên em sẽ tính cho bác cái giá là 350k nhá. 350k cho hai con này và bao ship nhá. 350.000 cho hai con dao này và bao ship này. Đó, 350.000 và bao ship cho hai mã như này. Đó. Thì lên cho em là dao nhọn hoặc dao vuông các nhá. Dao nhọn hoặc dao vuông. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái con máy hút thổi bụi nhá. Con này thì siêu khỏe luôn, cả hút cả thổi bụi được luôn. Đây. Hút rất là khỏe luôn các nhá. Đấy, hút rất là khỏe luôn con này. Đấy. Con này thì hút siêu khỏe luôn. Đây, một cái biển to như này mà nó còn hút được là các bác biết rồi này. Đấy. Con này hút rất là khỏe luôn. Đấy, về nhà nếu mà hết con nào hết pin thì các bác sạc pin vào cho em. Con này nó hết pin mất rồi. Đó, hàng vận chuyển từ bên Nhật về nhiều khi nó hết pin luôn nhá. Đây, hàng made in Japan con này, made in Japan. Hàng vận chuyển từ Nhật về nhiều khi nó hết pin nhá. Đó, đây con. Rất là khỏe luôn. Đây, một cái biển như này nó còn hút được là các bác biết rồi. Đấy, cái biển này nó còn hút được các bác này. Đấy. Giữ luôn được cả cái biển này là các bác biết rồi. Đó. Độ hút của nó rất là mạnh luôn nhá. Rất là mạnh luôn. Đó. Giá thì đặt này hàng về cho bác giá cực kỳ là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là máy hút thổi bụi nhá. Đấy.
máy hút thổi bụi đó, hút cực kỳ là khỏe luôn này các bạn. Đấy, hút rất là khỏe luôn, các bạn theo đây, hút cái biển này là rất là khỏe rồi đó. Ở đây thì nó sẽ có đầu nối dài như này để các bác đưa vào, ví dụ như là mình bàn phím máy tính này, rồi các cái vị trí khác nữa, bàn phím máy tính rồi các cái khu vực nào mà mình cần hút này. Tiếp theo đến cái đầu thổi thì các bác lắp cái đầu thổi này vào cho em này. Đầu thổi này thì các bác có thể dùng để bơm phao, bơm bóng, bơm các cái loại đều ok hết nhá. Đây, đây các bạn này, đây, bơm này. Đấy, bơm lên này. Đấy các bác thấy không? Bơm phao, bơm bóng đều được nhá. Đây, đấy. Căng đét luôn nhá. Đấy, căng đét này đẹp luôn, các bác thấy không? Đó. Căng đét luôn, các bác thấy không? Đó. Thì con này vừa hút vừa thổi luôn, nó rất là tiện. Đây có cái đầu bơm như này. Có các cái đầu to, đầu nhỏ như này. Đây, đầu to, đầu nhỏ này. Các bác vừa để hút thổi này. Đấy, cả một cái đầu to khự này để các bác có thể thổi bụi này. Đây. Đấy. Các bác thấy không? Đây. Đấy, bụi này, thổi này. Gió rất là mạnh luôn nhá. Đó. Thì các bác lên cho em là máy hút thổi bụi, con này thì bên shop đợt này về cho bác cái lô này giá siêu tốt cho bác luôn. Đó. Máy hút thổi bụi giá của nó sẽ em đang bán là 180.000 nhá. Đợt này về cho bác giá chỉ còn là 170.000 thôi. Máy hút thổi bụi nhá. Đó. Máy hút thổi bụi này. Hút thổi bụi giá của nó sẽ là 170k nhá, 170k. Đó. 170.000 cho một con máy hút thổi bụi như này, giá siêu tốt cho bác luôn, 170.000 các bác nhá. 170.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bình thể thao nhá. Các bác lên mã giúp cho em là bình thể thao, dung tích của nó sẽ là 1 lít và giá thì siêu sốc cho bác luôn, giá siêu sốc cho bác luôn. Đây, một con bình thể thao như này, dung tích là 1 lít và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 80.000 cho một con bình như này thôi. Hàng rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, hàng rất là đẹp luôn. Đấy, inox 304 sáng bóng, bên ngoài thì nó sẽ là dòng sơn tĩnh điện, màu mè các thứ rất là đẹp luôn. Bên ngoài thì sơn tĩnh điện này, bên trong của nó thì sẽ là nắp gioăng này, nắp gioăng cao su hết nhá và có lưới lọc nhá. Inox 316, một trong những cái dòng inox siêu xịn và siêu chuẩn luôn để các bác sử dụng nhá. Giữ nóng giữ lạnh luôn. Đây, inox 316 này, giữ nóng 12 tiếng, giữ lạnh 12 tiếng. Đây là mặc định của nhà sản xuất nhá. Còn em thì em chưa test nhưng mà em cũng bán khá là nhiều rồi. Đây, có lưới lọc như này. Dung tích của nó sẽ là 1 lít nhá. Dung tích là 1 lít, vừa sinh để cho các bác sử dụng nhá. Một ngày thì các bác uống thấp nhất cho em là hai bình này, tức là 2 lít là ok. Một ngày thấp nhất các bác phải uống khoảng được 2 lít nước nhá, 2 lít nước. Dung tích của nó sẽ là 100 ml các bác này. Đây. Đấy, 1000 ml tức là 1 lít này. Đấy, 1000 ml này, 1 lít này. Đó. Bình rất là đẹp luôn, màu sắc đẹp nhá. Inox 316 cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là bình thể thao, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80k thôi. Lên cho em là bình thể thao nhá. Đó. Bình thể thao này, bình thể thao dung tích của nó sẽ là 1 lít và giá thì chỉ có 80k thôi nhá. 80k. Đây, kích thước của nó sẽ là 8 x 8 x 29 này, chiều cao là gần 30 cm. Đấy, và dung tích của nó sẽ là 1 lít nhá. Đấy, 1 lít, rất là ok luôn. Giá thì chỉ có 80.000 cho con bình thể thao này thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái ly nhiệt nhá. Các bác lên cho em là ly giữ nhiệt nhá. Đây, nó sẽ là một con ly giữ nhiệt như này và có kèm cho các bác cả nắp luôn. Thì các bác có thể để dùng để mình uống nước trực tiếp này, hoặc là các bác có thể là dùng để uống rượu, uống bia này. Bình thường thì nó sẽ tặng kèm cho các bác một cái ống hút như này. Đấy, tặng kèm cho các bác một cái ống hút này, các bác cắm vào này. Đấy, cắm ở đây mình hút này. Đấy, nếu các bác không muốn uống thì mình hút như này. Đấy, màu inox sáng bóng cực kỳ là đẹp luôn. Màu inox sáng bóng cực đẹp luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng xuất Mỹ này, American các bác này, American này. Đấy, American, hàng xuất Mỹ cực kỳ chất lượng cho bác luôn, có nắp đậy như này. Có nắp đậy này nhá. Đấy, nắp đậy như này. Không thích hút hút thì các bác có thể mở ra để uống ở đây, mở ra để uống ở đây nhá. Hoặc là các bác có thể mở nắp trực tiếp đây này. Đấy, ví dụ các bác dùng để mình không dùng ống hút thì mình dùng để uống bia, uống rượu cho trực tiếp ở đây cho em. Hàng inox 304 hai lớp nhá, bên trong là hút chân không, cách nhiệt cực kỳ tốt luôn, uống rượu, uống bia, uống nước đá không bao giờ lo bị thoái nhiệt ra ngoài nhá, giữ nhiệt tốt và mình dùng thì nó rất là sạch sẽ. Ví dụ các bác dùng uống bia, cứ mua cho em 5-10 cái như này về cứ uống bia. Con này thì dung tích của nó sẽ là 600 ml nhá, 600 ml luôn. Đấy, đây, dung tích của nó sẽ là 600 ml này. Đấy, dùng để uống rượu, uống bia các thứ cực kỳ là chất lượng luôn. Hàng này của nó sẽ là hàng Nhật xuất Mỹ nhá, American các bác này, American, hàng Nhật xuất Mỹ, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, có cả nắp đậy như này các bác uống. Đấy, có thể là lắp ống hút vào đây này, hoặc là các bác có thể dùng để mình bật cái này ra uống trực tiếp này, hoặc là mở hẳn nắp ra. Đấy, có tặng kèm các bác một cái ống hút như này, tặng kèm một ống hút như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là ly giữ nhiệt nhá. Ly giữ nhiệt giá của nó sẽ là 70k cho một con ly giữ nhiệt như này. Lên cho em là ly giữ nhiệt nhá. Ly giữ nhiệt này, đó. Ly giữ nhiệt hoặc là cốc giữ nhiệt cũng được này. Giá của nó sẽ là 70k nhá. Ly hoặc là cốc giữ nhiệt nhá. Đấy, ly hoặc là cốc giữ nhiệt giá của nó sẽ là 70.000 cho một con ly hoặc cốc giữ nhiệt như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo
Đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm, đó là cái giấy cam nhá, giấy cam. Đây. Đấy, nó sẽ là một bịch như này nhá, một bịch như này. Và về nhà thì các bác chỉ cần là giật cái đít này ra thôi, giật cái đít này ra sau đó thì các bác bóc ra. Giấy của nó siêu dai siêu mềm luôn, siêu dai siêu mềm luôn. Đấy, một bịch này của nó là lên tới là mấy trăm tờ luôn, thoải mái các bác sử dụng này. Đấy, một bịch của nó là mấy trăm tờ luôn, chỉ cần giật cái đít này ra là xong. Đó, giấy ba lớp cực kỳ dày dẫn và dai, giấy cực kỳ là ngon luôn. Lên mã cho em là giấy cam nhá. Này thì bên em sẽ bán là 40k cho một bịch như này nhá. 40k trên một bịch như này. Còn bác nào lấy cả thùng thì của nó sẽ là 4 bịch là 150.000 nhá. 150k. 150k trên một thùng là một thùng của nó là 4 bịch nhá. Một thùng là 4 bịch luôn. Đó, một thùng của nó sẽ là 4 bịch. Còn mua lẻ thì sẽ là 40.000 trên một bịch như này. Đấy, bình thường nếu các bác mua một cái bịch giấy đẻo thôi đã cũng phải là 25-30.000 rồi. Đây mà cả một cái bịch này cả nghìn tờ luôn. Đấy, giấy cực kỳ dai, mềm giấy và chắc chắn luôn. Đấy, giấy rất là ngon. Các bác có thể dùng để trong toilet, nhà tắm, nhà vệ sinh để mình sử dụng này. Đây, bóc ra cho em này. Sau đó thì mình rút ra này. Đấy, rút ra. Đây, nó sẽ là dạng giấy như này các bác này. Đấy. Đây. Hàng siêu dai luôn, giấy siêu dai này các nhá. Đấy. Các bác có thể dùng trong toilet này, dùng giấy ăn này, nhà tắm, nhà vệ sinh đều được hết nhá. Đó, đây. Giấy của nó rất là dai luôn. Đấy. Rất là dai, giấy như này dùng rất là đã nhá. Dai mềm giấy nhá. Giấy dai mềm giấy các bác thấy không? Đây. Đấy, giấy rất là dai này. Dai giấy mềm giấy dùng rất là đã luôn. Đó, và đây, các bác cứ rút đây này là xong. Đó, rút này thì nó sẽ ra nối như này nhá. Đấy, rút này nó lại ra nối như này rất là tiện này. Các bác dùng để ăn uống này, nhà tắm, nhà vệ sinh rồi nói chung là ăn uống cỗ bàn rất là tiện luôn. Giá thì 40k cho một bịch như này nhá. 40.000 cho một bịch như này. Đấy, các bác có thể đeo trực tiếp lên nhà tắm, nhà vệ sinh. Đấy, hoặc là toilet này. Đấy, đeo lên toilet như này. Lúc nào dùng thì mình rút như này nhá. Dùng mình lại rút này, rất tiện cho em này. Đấy, dùng thì mình rút này. Rút tờ nọ nó lại nối tờ kia ra như này. Rất là tiện luôn, các bác theo. Đó. Rất là tiện nhá, giá thì cực kỳ hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là giấy cam nhá, giấy cam 40.000 một bịch như này. Đấy, lên cho em là giấy cam nhá. Đó. Lên cho em là giấy cam, giá của nó sẽ là 40k trên bịch như này. Và mua cả thùng thì sẽ là 150.000 cho một thùng 4 bịch. Còn mua lẻ thì sẽ là 40.000. Đấy, mua cả thùng thì tính ra là 4 16 thì rẻ hơn 10.000. Đấy là 150.000 bịch như này. Đấy, cái giá 40.000 này là giá quá tốt rồi. Ok. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm. Ra lấy cho anh ít nước vào đây. Đó là cái bộ các bác lên cho em là bộ chuyên cối xay nhá. Các bác lên cho em là chuyên cối xay. Bộ chuyên cối xay giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 295.000. Đấy, các bác lên cho em là chuyên cối xay này. Đó, lên cho em là chuyên cối xay. Giá của nó sẽ là 295k và bao ship nhá. Lên cho em là chuyên cối xay. Đó, chuyên cối xay này, chuyên cối xay. Giá của nó sẽ là 295k và bao ship đến tận nhà cho bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái đế như này, một cái đế dạng chân cối xay như này rất là đẹp luôn này. Kèm theo cho bác là một cái thống ở bên trên này, đấy. Và một cái chuyên ở bên dưới này, cái này để các bác hứng trà nó chảy xuống đây này. Đấy, và có kèm cho các bác là tổng thể là tổng thể cái này cũng 66 thế, thiếu gì tìm đi. Lấy tí nước vào đây đã. Đây, về nhà thì các bác cho nước vào đây cho em nhá, cho nước, cho trà, cho nước sôi vào đây này. Đấy, cho nước như này. Thì khi mà các bác để cái chế độ là để như này, khi mà các bác để như này thì là nó sẽ không chảy nhá. Đấy, các bác để như này nó sẽ không chảy này. Đấy, các bác quan sát nó rất là rõ luôn. Đây. Để như này thì nó sẽ không chảy nhá. Và khi các bác pha thì các bác chỉ cần xoay này thôi. Đấy, cần lấy nước thì xoay đi như này. Đó là nó sẽ chảy này. Nghiêm tắp luôn các bác nhá, nghiêm tắp luôn. Đây. Đấy, thả ra thì nó sẽ chảy này, thả ra nó sẽ chảy này. Đấy, quay lại nó sẽ ngừng luôn. Đó. Thì ví dụ các bác pha này, cho trà, cho cà phê, cho các loại vào đây mình pha này, đẩy ra này nó sẽ chảy này. Đó, sau đó thì các bác ngắt này. Ngắt này. Thì mà nước đã ra cái thống này rồi thì các bác gạt này cho em, sau đó thì mình chiết vào trong các cái chén để mình mời khách này, rất là tao nhã luôn nhá. Đó, các bác thấy không? Đây. Rất là tao nhã luôn. Các bác chiết ra các cái chén như này để các bác mời khách này. Đấy, nó rất là tao nhã nhá. Lịch sự và đẹp. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật. Dòng men Nhật cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Bên shop về thì nó cũng chỉ được có 5 bộ thôi nhá. Đấy, có 5 bộ thôi. Dòng men của nó là men Nhật cực kỳ là cao cấp cho bác luôn nhá. Mà các bác biết cái chất liệu hàng của Nhật thì các bác biết rồi. Đó, rất chất lượng cho các bác này. Men Nhật cực kỳ là cao cấp luôn. Đây. Đấy. Thì các bác cứ xoay như này anh em này, xoay này là nó sẽ chảy ra hết này. Đấy, nước nó chảy rất là chậm rãi từ từ nên là các bác dùng để pha trà nó rất là ngon. Đó. Xoay này nó sẽ chảy ra hết này. Ở đây nó sẽ có một con ngẫng như này. Đấy, thì các bác cứ xoay là nó sẽ xoay ngang thì nó sẽ không chảy, còn xoay ra này nó sẽ chảy, nó rất đơn giản thôi. Đây, và đây thì nó sẽ là một cái con thống như này. Thì các bác rót thì mình cứ rót này cho em này. Đấy. Cái độ ăn phễu của nó cực kỳ là đã luôn nhá. Nước ra cực kỳ đã luôn. Đó. Rất là ngon lành nhá. Vắt kiệt hết nước luôn.
Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 295.000. Đấy, lên cho em là bộ, các bác lên cho em là bộ chuyên cối xay nhá. Đấy, chuyên cối xay. Đây, rất là đẹp này. Đó, nắp đậy của nó cực kỳ là kín luôn. Hoa văn cực kỳ là tinh xảo nhá, hoa văn tinh xảo đây. Đấy, các cái đường nét của nó này. Đấy, các cái đường nét hoa văn cực kỳ tinh xảo luôn. Đó, và đây là cái 6 cái chén của nó này. Đấy, chén của nó thì nó cũng là một cái dòng chén tương đối là sâu nhá, chén tương đối là sâu. Đấy, bên trong thì nó là bằng sứ trắng và bên ngoài thì nó là trắng, một cái dòng men hoa văn cao cấp này. Men hoa văn cao cấp rất là đẹp luôn. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Đấy, nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này các bác này. Đấy, nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Một cái bộ chuyên cối xay cực kỳ là chất lượng, nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Giá thì bên shop đang gửi tới, Phương đổ nước này ra. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 200, đổ nước ra không phải đá vào. 290.000 nhá, lên cho em là chuyên cối xay. Đấy, giá của nó sẽ là 290.000 cho một cái bộ chuyên cối xay như này. Lên mã cho em là chuyên cối xay, giá của nó sẽ là 290.000. Đấy. Giá của nó sẽ là 290.000 cho một bộ. Bỏ ra ngoài có tươi. 290.000 cho bộ chuyên cối xay như này, bỏ ra góc cửa bên kia. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái Eto nhá. Eto, hàng của thương hiệu Asahi, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Đây, cái phần đai và bàn này là 5 phân rưỡi này, phần độ mở của Eto là 5 cm này và chiều rộng của Eto là 6 cm nhé. Đây, đấy, để cho các bác mục sở thị luôn, một con Eto cực kỳ chất lượng như này. Hàng của nó sẽ là hàng mới tinh, nguyên đai nguyên kiện nhé, hàng mới tinh nguyên đai nguyên kiện, hàng của thương hiệu Asahi, tem của nó là tem nhôm nhé, tem nhôm này, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn, hàng của hãng nhá, Asahi các bác này, đấy. Con này thì chấm hết luôn. Một con Eto như này bên shop thanh lý được trong các cái hệ thống siêu thị của Nhật nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là Eto kẹp nhá, Eto kẹp. Đấy, hoặc là lên cho em là Eto là được rồi. Độ mở của nó sẽ là 5 cm nhá và cái bản này của nó là 6 cm. Đó, và cái phần kẹp của nó cũng là 5 cm. Thì các bác có thể dùng để mình kẹp lên bàn hoặc là kẹp vào các cái thiết bị đều ok hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 190.000 các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là Eto nhá, Eto. Đó, Eto của Nhật này. Lên cho em là Eto Nhật, giá của nó sẽ là 190.000 nhá. 190.000 cho một con Eto Nhật như này. 190.000. Đó. Tiếp theo thì cầm cho anh một cái búa A2 đây. Đấy, thì tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái búa hàng thương hiệu Asahi nhá. Hàng của Asahi. Đó. Một con búa cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đó. Con này thì các bác lên mã giúp cho em là búa A1 nhá. Con này là A1 à? A2. Cầm nhanh cả con A1 đây. Các bác lên cho em là con này là con A2 nhá. Đấy, A2 to này, A2 to. Giá thì của nó sẽ là 135.000. Đợt này về cho bác giá còn là 130.000 nhá. 130.000 cho con A2 to như này. Đấy, A2 to. Chiều dài của nó là vào khoảng là 30 cm, nặng thì khoảng 6-7 lạng nhá. Hàng cũng của thương hiệu Asahi. Chữ in chìm trên in trực tiếp trên búa này luôn. Asahi đi các bác này. Đó. Con này thì chiều dài của nó khoảng 30 cm và nặng khoảng 6 lạng nhá. Đấy, A2 to. Đấy. Tiếp theo thì bên shop có cái con A1 nhỏ này. Đấy, các bác lên cho em là A1 nhỏ nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ là A1 nhỏ. Cầm cho anh cả cái búa Nhật luôn. A1 nhỏ nhá. Đấy, con này sẽ là A1 nhỏ và giá thì con búa lùn đi. Giá của nó sẽ là con này là 80.000 nhá. 80.000 cho một con búa A1 nhỏ như này. Các bác lên cho em là A1 nhỏ. Đấy, giá của nó sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho con búa A1 nhỏ này. Con này chiều dài của nó vào khoảng là 25 cm, nặng thì khoảng 3 lạng nhá, nặng khoảng 3 lạng. Còn con A2 to này thì chiều dài khoảng 30 cm và nó nặng khoảng 6 lạng nhá. Đây. Đấy. Ngoài ra thì bên shop sẽ có cho bác một cái dòng búa đó là búa của Nhật này. Hàng này thì của thương hiệu Zikama các bác này, Zikama. Hàng này là hàng Zikama made in Japan. Con này thì giá của nó sẽ là 85.000 nhá. Các bác lên cho em là búa lùn, búa lùn, giá của nó sẽ là 85.000. Con này thì lên cho em là búa lùn này. Đấy, búa lùn giá của nó sẽ là 85.000 nhá. 85.000 cho một em búa lùn như này. Con này thì các bác dùng để đóng đĩa cực kỳ là ngon luôn. Cán của nó thì là bằng sợi thủy tinh và bọc cao su rất là mềm êm á nhá. Đấy, còn hai con này thì cán của nó sẽ là bằng thép nhá. Tất cả đều là dòng búa nhổ đinh như này. Đấy, dòng búa nhổ đinh như này. Các bác có thể mua combo 3 chiếc này luôn. Mua combo 3 chiếc này hoặc là mua lẻ từng chiếc một tùy theo cái nhu cầu mục đích sử dụng của các bác nhá. Con này dùng để đóng này hoặc là nhổ đinh này hoặc là gõ gạc cực kỳ là ngon luôn. Búa đúc liền thân như này các bác nhá. Giá sẽ là 85.000 cho con búa lùn như này. Còn con A1 nhỏ này thì giá của nó sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho con A1 nhỏ như này. Đấy, còn con A2 to thì giá của nó sẽ là
130.000 nhá. Con này thì cực kỳ chắc chắn luôn. Đây. Đấy, búa đóng này rất chắc chắn nhá. Cán của nó bằng thép hết và bọc nhựa cầm cực kỳ chắc chắn luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hũ gia vị nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là hũ gia vị. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 15k cho một cái hũ gia vị như này. Giá chỉ có 15.000 thôi. Và bác nào lấy từ 3 cái trở lên thì bên em sẽ tính cho các bác cái giá đó là 40.000 ba chiếc nhá. Về nhà có cái thìa đây các bác lắp vào này cho em này. Các bác có thể cho muối, mắm, mì chính, hạt tiêu, các cái loại gia vị, hạt tiêu rồi chanh, muối, ớt các thứ các bác cho hết vào đây. Đấy, các bác cứ cho cái lọ này sau nào khi các bác sử dụng thì các bác chỉ cần lấy ra cho em là tiện nhá. Nó có sẽ có thìa sẵn như này. Về nhà các bác chỉ cần xúc ra là xong. Đấy, con này thì cái dung tích của nó thì nó sẽ được vào khoảng là đi con này thì nó sẽ nhỏ nhỏ thôi. Đấy, nó vào khoảng là đây, trong cái lòng bàn tay như này nhá. Đấy, em cứ để trong lòng bàn tay này cho nó dễ này. Đấy, bằng một cái lòng bàn tay như này thì các bác cảm nhận được cái độ to của nó nhá. Đấy. Và xúc rất là tiện này. Con này nó bằng thủy tinh nhá. Bằng thủy tinh nên dùng nó rất là sạch sẽ. Đấy, có thìa xúc như này rất là chắc chắn luôn. Và giá thì đặc biệt là ưu đãi cho các bác một cái con hũ gia vị như này, giá chỉ có 15.000 hũ thôi. Bác nào lấy từ 3 hũ trở lên thì bên em tính cho bác cái giá đó là 40.000. Lên cho em là hũ gia vị nhá, hũ gia vị này. Đó, hũ gia vị. Giá của nó sẽ là hũ gia vị, giá của nó sẽ là 15k một cái nhá, 15k một cái như này. Và bác nào lấy từ 3 cái trở lên thì sẽ là bằng 40k nhá, 40.000 cho 3 cái như này. Đó, lên cho em là hũ gia vị nhá. Vâng, song song với đó thì bên shop có một cái dòng hũ gia vị nó theo đi theo bộ, một bộ của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là một bộ sẽ bao gồm cho các bác là 6 hũ nhá. Và nó đựng trên một cái khay như này. Đấy, nó sẽ đựng trên một cái khay như này các bác này. Đấy, 6 hũ đựng trên một cái khay như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Giá của nó sẽ là 130.000 nhá, 130.000 cho một cái bộ 6 cái như này các bác này. Đấy, 130.000 cho bộ 2 4 6 cái. 120 à? Nó sẽ là 120.000 nhá. Đấy, trước em đang bán là 130 đợt này về cho bác giá sẽ là 120.000 cho một bộ 6 hũ gia vị như này. Các bác cho gia vị cho các thứ vào đây này. Đấy, cái này cũng bằng thủy tinh luôn. Cho gia vị cho các thứ vào đây cho em. Sau đó thì mình đậy nắp lại này. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái lỗ mình trực tiếp như này mình khỏi phải xoáy này. Đấy, nó sẽ có lỗ là loại nhỏ này, loại nhỡ này và một cái lỗ to hẳn như này. Các bác có thể cho muối, mắm, mì chính, hạt tiêu, các loại gia vị vào đây đều ok hết nhá. Đây, nó sẽ trong lòng bàn tay như này, rất là nhỏ gọn, xinh xắn này. Đấy, thì rất là đa di năng luôn, một bộ 6 cái có thể xoay tròn như này. Các bác có thể để trên bàn nhá, cho muối, mắm, mì chính, hạt tiêu này, có thể xoay đi như này và lấy này, rất là tiện luôn, các bác thấy không? Đấy, xoay rất là tít và êm nhá. Đó, bộ bao gồm cho bác là 6 hũ gia vị như này nhá. Lên cho em là bộ 6 hũ gia vị, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 120.000 cho bộ 6 hũ gia vị như này. Đấy, rất là tiện dụng luôn. Lên mã cho em là bộ 6 hũ gia vị nhá. Giá sẽ là 120k. Đó. Lên cho em là 6 hũ gia vị này, bộ 6 hũ gia vị. Đó. Bộ 6 hũ nhá, bộ 6 hũ gia vị, giá của nó sẽ là 120k cho 6 cái, 120.000 cho 6 cái. Có khay đỡ thứ đàng hoàng, rất là đẹp. Như trên hình và như các bác đang xem trực tiếp đây. Cho muối, mắm, mì chính, hạt tiêu rồi vừng với các thứ đều ok hết nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con dao các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là dao con này thì các bác lên cho em là dao gọt đứt nhá, dao gọt đứt. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là hợp lý và con này thì rất là đẹp và sắc này. Chiều dài của nó vào khoảng là trên 20 cm. Hàng của thương hiệu Winling của Đức nhá, Winling của Đức như này. Rất chất lượng và giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Các bác lên cho em là dao gọt đứt, giá của nó sẽ là 70.000. Đây để em sẽ test dọc giấy cho bác xem này. Đấy, dao rất là bén luôn các bác thấy không? Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng đúc liền thân nhá các bác nhá. Đó. Hàng là hàng đúc liền thân hết các bác này. Đấy, dao rất là bén luôn các bác thấy không? Đây, dao rất bén luôn. Rất là bén các bác nhá. Đấy. Dao rất là bén luôn và ưu điểm của con này nó sẽ là hàng đúc liền thân nhá. Hàng đúc liền thân như này. Đấy, hàng đúc liền thân nhá. Cái này của nó là đều là đúc liền thân hết và nó sẽ có bọc một cái lớp nhám như này để các bác cầm nó chống trơn trượt này. Cầm cực kỳ là ngon luôn, thiết kế rất là vừa vặn sinh tay nhá. Hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì rất là hợp lý các bác nhá. Đấy. Dao thì rất là bén luôn các bác này. Đấy, dao rất là bén luôn các bác theo. Đây. Dao rất là bén luôn. Đấy, rất là bén các bác nhá. Đó, dao rất là bén luôn. Đó. Đây. Mình của nó tương đối là dày, dao dài khoảng trên 20 cm, hàng thương hiệu Winling của Đức. Các bác lên cho em là dao gọt Đức nhá. Đấy, dao gọt Đức giá của nó sẽ là 70k. Lên cho em là gọt Đức này. Đó. Gọt Đức giá của nó sẽ là 70k cho một con dao gọt Đức như này. 70.000 cho một con dao gọt Đức như này nhá. Hàng rất chất lượng và giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lon chày nhá. Các bác lên cho em là bộ lon chày. Đấy, đây nó sẽ là một cái bộ lon chày như này.
Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý nhá. Đó, một cái bộ lon chày bao gồm cho các bác là một lon một chày như này, hàng bằng inox 304 nhá, inox 304 cực kỳ chắc chắn cho các bác luôn, inox 304 cực kỳ chắc chắn nhá. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là một lon một chày như này nhá. Đấy, một lon một chày như này, hàng cực kỳ chắc chắn cho các bác luôn, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp và chắc chắn nhá. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là một lon một chày như này các bác này. Đấy, một lon một chày như này, giá thì bên shop đang cập nhật cho các bác cái giá rất hợp lý luôn. Đấy, bằng inox 304 nhá, cực kỳ chắc chắn luôn. Các bác dùng để giã hành, giã tỏi rồi giã cua này. Ưu điểm con này nó sẽ có cho các bác là một cái nắp nhựa như này. Khi các bác giã thì nó sẽ không bị bắn nhá, giã không bị bắn. Đó. Mình giã thì nó sẽ không bị bắn nhá và rất là tiện ích này, rất là tiện ích luôn. Bằng inox dày dẫn chắc chắn nhá. Khi các bác giã thì giã thoải mái luôn, không bao giờ lo bị bắn, lo bị bong chốc nhá. Đấy, rất là tiện dụng. Và giá thì bên shop đang cập nhật tới các bác một cái giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Đó. Các bác lên cho em là bộ lon chày nhá. Đấy, con này thì cái đường kính của nó sẽ là 10cm nhá. Đường kính của nó là 10cm. Đấy, cái đường kính này của nó thì chắc là vào tầm khoảng 10cm gì đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 150.000. Đó, 150.000. Đấy, lô trước thì em về cái loại to hơn thì giá sẽ là 180. Đợt này cái mẫu này thì nó sẽ nhỏ hơn một xíu thì giá của nó sẽ là 150.000. Các bác lên cho em là bộ lon chày. Đấy, bộ lon chày. Bộ lon chày nhá. Đó, bộ lon chày giá của nó sẽ là 150k nhá. 150k cho cái bộ lon chày như này. Đấy, bộ lon chày giá của nó sẽ là 150.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái cào đất nhá. Các bác lên cho em là cào đất này. Con này thì các bác có thể dùng để cào đất cho đất nó tơi xốp hoặc là dùng để mình gọi là mình làm cỏ làm nước cũng ok hết nhá. Làm cỏ, nhặt cỏ đều ok hết. Giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k cho một con cào đất như này. Đấy, các bác lên cho em là cào đất nhá. Đó, cào đất giá của nó sẽ là 30k cho một cái cào đất như này. Giá chỉ có 30.000 cho một con cào đất này thôi, rất là tiện. Các bác có thể dùng để cào xới đất, làm cỏ, làm vườn rất là tiện ích. Đấy, nó sẽ có 3 4 5 cái răng thép như này, 5 răng thép này thoa hồ thoải mái cho bác sử dụng nhá. Lên mã cho em là cào đất, giá của nó sẽ là 30k. Đó, rồi ok. Hàng lại về đầu thùng để phục vụ bà con các bác nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó, em sẽ đi vào chi tiết luôn. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Sản phẩm đầu tiên em về cho bác đó là bên shop về cho bác cái bình giữ nhiệt nhá. Hàng quân đội Mỹ. Bên shop về thì nó sẽ theo màu này, có màu xanh đậm, xanh quân đội rồi màu inox màu đỏ nhá. Nó sẽ có các màu như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con bình giữ nhiệt như này. Giá của nó sẽ là nó sẽ có cho các bác là màu xanh này, màu đỏ này. Đấy. Rồi các màu khác nhau nhá, các màu khác nhau. Đó, đây. Thì hàng rất là chất lượng cho các bác như này. Dung tích của nó sẽ là 1,5 lít nhá. Dung tích 1,5 lít. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, giữ nóng giữ lạnh cho các bác luôn. Đó, dung tích của nó sẽ là 1,5 lít. Nắp của nó sẽ là một dạng là nắp inox như này nha, nắp inox như này. Đấy, Su 304 các bác này, Su 304, nắp inox như này rất là đẹp luôn. Và đây nó sẽ có cho các bác là một cái nắp đậy giữ nhiệt này. Đấy. Một cái nắp đậy giữ nhiệt như này. Đấy, và để vào trong một nắp đậy giữ nhiệt như này và một cái nắp một cái lọc chắn lọc rác như này nhá, chắn lọc rác như này. Đó, để các bác sử dụng này. Nó sẽ có cho các bác là màu đỏ, màu inox, màu xanh quân đội và màu xanh đậm nhá. Đấy, xanh này gọi là xanh đậm hoặc xanh than. Đó, các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Đấy, nó sẽ rất nhiều màu khác nhau thì tùy theo. Đó, tùy theo màu các bác nhá. Thường thì những cái màu thường như này thì bên shop bán là 170.000 một chiếc. Còn bác nào lấy cái màu xanh quân đội thì giá của nó sẽ là 190.000. Con này thì nó sẽ là màu xanh quân đội nhá. Con màu xanh quân đội này thì sẽ là 190k này. 190k. Đó, còn các cái màu như màu đỏ, màu xanh đậm và màu inox thì sẽ là 170k nhá. Đấy. Cái màu xanh quân đội này thì nó ít hàng hơn cho nên sẽ đắt hơn một chút. Hàng đều có quai sách quai đeo như này nhá. Đấy. Giữ nóng giữ lạnh cho các bác luôn. Hàng rất là ok nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em là bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Bình nhiệt quân đội Mỹ. Giá của nó sẽ là 190.000 cho màu xanh quân đội. Còn các cái màu khác thì giá của nó sẽ là 170.000. Đấy, dung tích của nó là 1.500ml, tức là 1,5 lít. 1,5 lít này. Lên cho em là bình nhiệt nhá. Bình nhiệt quân đội Mỹ. Quân đội Mỹ này. Giá của nó sẽ là 170. Đấy, 170k. Còn lại là con màu xanh đậm là 190.000. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái hút dung dịch các bác nhá. Qua lên cho em là hút dung dịch. Đấy, con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30.000 cho một cái hút dung dịch như này thôi.
rất là tiện. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là hai cái đai này, hai đai siết, một dây và một cái đầu bóp như này. Đấy, một dây một đầu bóp như này. Đấy. Về nhà thì các bác đúng cái chiều mũi tên này cho em nhé, để mình lắp vào nhé. Đấy, ngược mũi tên là nó sẽ không chảy đâu, thì các bác lại đảo chiều lại thôi. Đấy, một cái đầu bóp như này. Đấy, và kèm thêm cho các bác là một cái ống và hai cái đai siết nhá. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 30 cành thôi. Giá thanh lý, giá cực tốt cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là hút dung dịch nhá. Đấy, hút dung dịch. Đó. Hút dung dịch, giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k cho một cái bộ hút dung dịch như này, rất là tiện này. Về nhà các bác chỉ cần bóp này xong, có dây lắp đây các bác lắp dây vào cho em nhá. Lắp dây vào siêu tiện dụng luôn. Lên cho em hút dung dịch, rượu, bia các loại đều được hết. Đây các bác này, đấy các bác chỉ cần lắp vào như này mình bơm thôi, nó rất là tiện này. Bơm rượu, bơm xăng, bơm các loại đều được hết nhá. Nó rất là tiện luôn. Đấy. Rượu, xăng rồi các loại nước đều ok hết nhá. Các bác cứ đưa này vào mình hút ra là xong. Giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Đấy các bác theo. Đây. Rất hợp lý luôn nhá. Hút rượu, hút bia các kiểu con là điều luôn. Giá thì chỉ có 30k thôi nhá, 30.000 đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái khóa chống trộm nhá. Khóa chống trộm con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Và giá thì đợt này về cho bác giá rất là tốt, chỉ có 80k cho một cái bộ khóa chống trộm như này thôi. Ở đây thì nó sẽ có kèm thêm cả pin cho bác luôn, tặng kèm pin. Về nhà các bác có thể thay pin. Thay pin thì các bác tháo cho em cái ốc ở trong này ra là thay được thôi. Nó sẽ kèm cho các bác là 3 chìa, về nhà các bác chỉ cần là sử dụng như này cho em này. Đấy, mở ra này và đảo chiều như này. Đảo chiều như này là nó ok. Đấy. Khi chạm nhẹ nó kêu 3 tiếng và chạm mạnh nó sẽ hú này. Đó. Các bác không muốn sử dụng như món khóa bình thường thì đảo chiều lại. Còn khi muốn sử dụng tính năng chống trộm này thì các bác mở cái này ra cho em, đảo chiều nó lại cho em nhá. Đấy. Lắp vào xong. Đấy. Khi có người chạm nhẹ nó sẽ kêu 3 tiếng này. Đấy, chạm mạnh nó sẽ hú này. Đó. Còi của nó hú khá là to luôn nhá. Đấy, còn không thích dùng còi hú các bác lại đảo chiều lại. Đấy, đảo chiều lại cho em là xong. Đấy. Còn muốn dùng còi hú thì các bác chỉ cần sập cái này. Đó. Khi mà có người tác động vào cửa nó sẽ kêu 3 tiếng, chạm mạnh nó hú này. Đấy. Các bác đảo đi là xong. Đấy. Và đây chìa của nó sẽ là chìa rãnh như này nhá, chìa rãnh như này các bác này. Đấy. Nó sẽ là dạng chìa rãnh như này. Dạng chìa rãnh như này cho nên là trộm nó rất là khó để lấy trộm chìa nha, lấy trộm khóa nha, mở trộm khóa nhá. Lên cho em là khóa chống trộm. Giá của nó sẽ là 80k cho một con khóa chống trộm này thôi. Giá rất tốt cho bác luôn. Đó. Thôi lên cho em là khóa chống trộm nhá, khóa chống trộm này. Khóa chống trộm. Chống trộm nhá, giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho em khóa chống trộm như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về với bác cái sản phẩm đó là cái dây phơi nhá. Đấy, dây phơi. Đấy, dây phơi các bác này. Đấy, con này thì chiều dài của nó sẽ là 5m, nó rất là tiện dụng luôn. Hàng này của nó sẽ là dàng dòng cước tinh nhá, cước tinh chịu được nắng mưa và nhiệt độ cao luôn, chịu được nắng mưa nhiệt độ cao. Cái này về nhà các bác gập vào cho em, các bác có thể đánh đu cũng không việc gì nhá, đánh đu cũng không việc gì luôn, rất là chắc nhá. Đó. Và nó có các cái đai như này, các bác có thể sử dụng để mình đai siết các kiểu con đà điểu được luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là dây phơi nhá, dây phơi. Đó. Các bác lên mã cho em là dây phơi nhá. Con này thì bên shop đang bán là 20k, đợt này về cho bác cái giá đó là 15k cho một con dây phơi như này thôi. Đó, lên cho em là dây phơi giá sẽ là 15.000. Đấy, dây phơi giá sẽ là 15.000 một cái nhá. 15.000 trên một cái dây phơi như này. Và mua từ 3 cái thì sẽ là bằng 40k nhá. Đấy, 40.000 cho 3 chiếc này. 40.000 cho 3 quận như này luôn. 40.000 cho 3 quận, còn mua lẻ thì sẽ là 15.000 cho một quận như này nhá. Đấy, 15.000 cho một quận dây phơi như này, giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Đây nhá, các bác có thể răng ra này để mình phơi này. Phơi quần, phơi áo rồi nói chung là rất là đa di năng luôn, phơi chăn chiếu này thoải mái luôn. Đánh đu nó cũng không rơi nhá, gió to cũng không rơi luôn. Rất là gọn gàng. Đấy, các bác có thể xả ra. Mình treo trực tiếp này hoặc là đi du lịch, đi chơi, đi làm nhá. Rất là chắc chắn luôn, rất là tiện dụng và nó rất là nhỏ gọn, các bác có thể bỏ vào ba lô mang đi. Gấp gọn được dây thép, dây thiếc thì nó lòng ngoằng. Giá chỉ có 15.000 thôi, mua 3 chiếc thì giá của nó sẽ là vào 40.000 cho 3 bộ nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái súng thư giãn nhá, súng thư giãn. Con này thì đợt này bên shop về cho bác giá cực kỳ là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là súng thư giãn nhá. Đấy, súng thư giãn. Súng thư giãn. Con này thì bên shop đang bán là 200, đợt này về cho bác chỉ còn giá là 160k thôi. 160.000 cho một con súng thư giãn như này, giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một đầu súng này. Một cái đầu súng như này, kèm thêm cho các bác là 4 đầu massage luôn. Đó, một đầu súng như này. Một đầu súng như này kèm cho các bác là 4 đầu massage luôn nhá. Đấy, 4 đầu massage như này. Rất là tiện các bác này. Đấy, các bác có thể khi về sử dụng các bác giữ lì này cho em. Đó, súng chạy các bác này. Đây. Đấy, các bác nhá. Đấy, các bác thấy không? Độ rung của nó cực kỳ là mạnh luôn. Các bác thấy không? Rung rất là mạnh các bác nhá. Đấy. Rung rất là mạnh luôn. Đấy, mới có cấp độ 1 thôi nha các bác, còn cấp độ. Đấy, tăng cấp độ lên. Đấy, rất khủng khiếp luôn. Đấy, nó sẽ có 6 cấp độ như này. Đó. Đấy, các bác thấy không? Rất là mạnh luôn. Đấy.
Đây em sẽ cho lên tay đấm cho các bác xem này. Đấy, các bác xem những cái bắp thịt nó này. Đó. Các bác này, đó. Rất là mạnh luôn các bác nhá. Ở đây thì các bác có 6 cấp độ này và các bác giữ lì cho em là nó sẽ tắt nhá. Lưu ý là giữ lì cái phím này nó sẽ tắt này. Đấy, giá sẽ là 160.000. Em đã xem là súng thư giãn nhá. Đấy. Sử dụng cho các vị trí khác nhau trên cơ thể có 6 chế độ dung massage tùy nhu cầu của mỗi người. Đầu tây để đấm cho vùng lưng đỡ nhức mỏi, đầu tròn để massage các nhóm cơ lớn như bắp tay, bắp chân, đầu chữ U massage đốt sống cổ hoặc vị trí phần lưng, đầu nhọn để massage cho lòng bàn tay, bàn chân. Massage cho mẹ mình một lúc mà mẹ mình cứ cười thôi, chắc là thoải mái lắm đấy. Cái này rất thích hợp cho dân văn phòng hoặc những người hay chơi thể thao thì quá phù hợp với massage tùy nhu cầu của mỗi người. Đầu tây để đấm cho vùng lưng đỡ nhức mỏi. Massage cầm tay gồm 4 đầu massage cho các massage cầm tay gồm 4 đầu massage cho các vị trí khác nhau trên cơ thể có 6 chế độ dung massage tùy nhu cầu của mỗi người. Đầu tây để đấm cho vùng lưng đỡ nhức mỏi, đầu tròn để massage các nhóm cơ lớn như bắp tay, bắp chân, đầu chữ U massage đốt sống cổ hoặc vị trí phần lưng, đầu nhọn để massage cho lòng bàn tay, bàn chân. Massage cho mẹ mình một lúc mà mẹ mình cứ cười thôi, chắc là thoải mái lắm đấy. Cái này rất thích hợp cho dân văn phòng hoặc những người hay chơi thể thao. Đấy, lên cho em là súng thư giãn nhá. Con này bên em đang bán là 200 cành. Đợt này về cho bác giá rất tốt luôn, chỉ còn 160.000 cho một cái bộ súng thư giãn như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái gối massage nhá. Con này thì nó sẽ là các bác lên cho em là massage 16 bi. Đấy, mỗi bên nó sẽ có 8 viên bi tất cả nhá, 8 viên bi. Tổng thể của nó sẽ là có 16 viên bi. Đó, và nó sẽ có một cái giắc cắm như này và cái hệ điều khiển như này các bác nhá. Nó sẽ có nút nguồn này và các cái chế độ dung massage khác nhau. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 290.000, cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đấy, các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đây. Sau đó thì các bác kết nối cái rác này vào cái đầu này cho em là xong này. Đó. Và các bác bật nguồn lên nhá. Cắm đẩy hết chân rồi, bật nguồn lên này. Đó. Nó sẽ có tia hồng ngoại luôn. Con này thì cơ chế massage của nó thì nó rất là nhiều chế độ này, 1 2 3 4 5 6 chế độ tất cả, 2 4 5 chế độ tất cả nhá. Nó sẽ có các cái chế độ massage khác nhau này. Đấy, massage lượn sóng này, massage đảo chiều này, rồi massage đẩy lên đẩy xuống này. Đấy. Và nó sẽ có cả tia hồng ngoại luôn. Đấy. Có cả hồng ngoại giúp cho các bác làm thư giãn, làm nóng các cái khối cơ lên nhá. Đó. Lên cho em là massage 16 bi, mỗi bên nó sẽ có 8 viên bi, tổng là 16 viên bi. Con này thì các bác có thể dùng rất là tiện, dùng để mình nằm gối đầu này, đè đầu gối này. Đấy, vai, cổ, vai, gáy, đầu gối các thứ đều được hết nhá. Đó, nó khá là to luôn. Và các bác dùng để massage nó rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con massage như này. Lên cho em là massage 18 bi. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là massage 16 bi nhỉ. Massage 16 bi nhá, lên cho em là massage 16 bi nhá. 16 bi, giá của nó sẽ là 290k nhé, 290k và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái kẹp bạt nhá, kẹp bạt bán là sẽ là bán theo chục và 30.000 cho một chục chiếc như này. Lên theo là kẹp bạt 30.000 một cái. Con này thì rất là tiện này, về nhà các bác chỉ cần sập vào trong các cái phần ví dụ như là bạt này hoặc là các cái phần đai để các bác về các bác máy và sau đó thì các bác xỏ dây vào đây cho nó xong. Đó, nó rất là tiện dụng. Bình thường nếu các bác dùng cái đai bình thường thì nó sẽ rất là mất công và khâu vá rồi làm các kiểu, nó rất là lâu công. Nhưng mà cái này các bác chỉ cần nhấn vào như này là xong, là nó sẽ sập vào thôi. Và mình xỏ dây đai vào đây. Lên mã cho em là kẹp bạt nhá. Giá của nó sẽ là 30k trên một chục nhá. Lên cho em là kẹp bạt này. Kẹp bạt nhá. Giá của nó sẽ là 30k trên 10 cái nhá, trên 10 cái. Đấy, bên em bán từ 10 cái trở lên và giá sẽ là 30.000 trên 10 cái này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Các bác lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Đó. Một cái hộp khăn tắm Hàn Quốc như này, một chiếc như này. Đấy. Kích thước của nó thì khá là to luôn. Chiều dài của nó thì sẽ là 1m4 nhá và chiều rộng là 70. Đó. Hàng siêu khủng cho bác luôn, hàng siêu khủng cho bác luôn. Và giá thì bên shop đang cập nhật tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Một con khăn tắm như này, rất là đẹp này các bác này. Đấy. To dài rộng như này, rất là đẹp luôn. Đó, các bác thấy không? Đây. Rất đẹp nhá. Dùng để tắm thì tuyệt vời luôn. Một mặt mịn và một mặt bên mặt mịn và một mặt thô nhá, một mặt mịn mặt thô như này. Các bác có thể dùng để mình sử dụng này. Đấy, một con khăn tắm khá là to như này. Kích thước của nó sẽ là 70 x 1m4 nhá, 70 x 1m4. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá cực kỳ chóng mặt luôn. Giá của nó sẽ là 40k trên một khăn tắm nhá, 40k trên một khăn tắm như này. Kích thước của nó là bao nhiêu? Kích thước của nó sẽ là 70 nhá. 70 x 140. Đấy, 70 x 140 cm nhá. Đấy, tức là 70 x 1m4. Và giá thì chỉ có 40k thôi, giá cực tốt cho bác luôn. Giá này thì giá cực kỳ giật mình luôn. Bình thường nếu các bác mà mua một cái khăn như này nhá, mua một cái khăn như này bình thường thôi, nó đã phải là mua một cái khăn mặt bé bé thôi, đã phải là 20-25.000 rồi. Thế mà đây cả một cái khăn tắm to chất lượng như này, dùng để tắm lau chùi thì rất là đã luôn nhá. Dùng tắm lau chùi rất là đã luôn.
và giá thì chỉ có 40 cành cho một khăn tắm như này thôi. Đấy, các bác đi đâu mà mua được 40k cho một khăn tắm như này. Màu sắc thì cực kỳ sạch sẽ, trang nhã, nhã nhặn và sạch sẽ nhá. Đấy, lên cho em là khăn tắm nhá, khăn tắm. Giá của nó sẽ là 40k. Tiếp theo thì bên shop có về cho bác cái lô đó là khăn mặt nhá. Đấy. Thì có khăn tắm thì phải có khăn rửa mặt nhá. Đây, khăn rửa mặt đây. Khăn rửa mặt thì một bịch như này là 10 chiếc. 10 chiếc như này thì giá sẽ là 60k nhá. 60k trên một bịch. Đấy, 60k trên bịch 10 cái nhá. Đấy, bịch này là 10 cái này. Còn các bác mua lẻ thì sẽ là 20k là được 3 cái nhá, 20.000 3 cái. Đó, mua lẻ 20.000 3 cái cho em. 20.000 3 cái. Còn mua cả bịch thì nó sẽ rẻ hơn một chút. Đó, rẻ hơn một chút là 60.000, tức là vào 6.000 một chiếc này thôi. Bình thường nếu các bác đi mua một khăn mặt bình thường thôi đã phải 15 đến 20.000 là loại rẻ nhất rồi. Đây, chất liệu của nó thì 100% là bằng sợi bông tự nhiên, thấm hút nước cực kỳ là tốt, rửa mặt thì cực kỳ là mềm mướt da luôn nhá. Mềm mướt da. Đó, kích thước của nó sẽ là, con này thì kích thước của nó sẽ là 30x50 nhá, 30x50, một chiều 30, một chiều 50. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn nhá. Đấy, mặt của nó cũng có hai mặt, một mặt là bông xù và một mặt là bông mịn nhá, một mặt bông xù, một mặt bông mịn. Giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá cực kỳ tốt luôn. Đó, lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Khăn tắm, khăn mặt Hàn Quốc. Đấy, khăn mặt xin lỗi các bác. Đấy, khăn tắm là khăn to, còn khăn mặt là khăn nhỏ như này. Đấy. Con này thì các bác chuyên dùng để rửa mặt này. Ngoài ra các bác có thể mua cả chục về để mình không rửa mặt thì mình có thể lau chùi bát đũa bàn ghế các kiểu, con là điều luôn, các bác muốn sử dụng vào đâu thì sử dụng, nó rất là tiện ích. Đấy, hoặc là nhà có khách có khứa các bác quăng cái khăn mới này ra lịch sự bao nhiêu luôn, hoặc ăn cơm ăn cỗ ăn thịt gà nhá, nó hay bị dính nhá, các bác cho mỗi người con như này mình lau chùi cho em rất sạch sẽ luôn. 60.000 một chục nhá. Đấy, lấy cả chục này 60.000, còn lấy lẻ là 20.000 ba chiếc. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một dòng sản phẩm rất là hay, đó là con máy bơm các bác nhá. Qua lên cho em là máy bơm đây. Nó sẽ là một con máy bơm hơi như này. Công suất của nó thì nó sẽ là bơm được 10 cân nhá, bơm được 10 cân hơi. Lên cho em là máy bơm hơi. Công suất của nó bơm thì được khoảng 10 cân các bạn. Đấy, con này thì rất là tiện luôn. Đây, một con máy bơm hơi như này. Công suất bơm của nó được khoảng 10 cân các bạn nhá, rất là tiện đây. Đấy. Đấy, rất là tiện dụng các bạn này. Đấy thì con này công suất của nó khá là khỏe luôn. Lên cho em là máy bơm hơi, công suất của nó sẽ là bơm khoảng 10 cân. Hàng này của nó thì nó sẽ là đây, rất chất lượng các bạn này, rất chất lượng như này, thân của nó đây. Đấy, hàng thì sản xuất ở Đài Loan nhá, Made in Taiwan, Đài Loan. Đó, có lô thì sản xuất ở Trung Quốc, có lô thì sản xuất ở Đài Loan. Lô này thì sản xuất ở Đài Loan nhá. Dây của nó sẽ là một dạng là dây bọc vải như này, dây bọc vải chống gãy chống đứt nhá. Đấy, dây của nó là dây bọc vải chống gãy chống đứt các kiểu, con là điểu luôn. Có đồng hồ báo nhá. Đấy, có đồng hồ báo này. Công suất của nó sẽ là 10 cân nhá, 10 cân. Đó, 10 cân. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái công tắc tắt bật ở đằng sau và có điều chỉnh chiết áp luôn. Đây em sẽ test thử cho bác xem này. Đấy. Con này thì các bác chuyên dùng để bơm ô tô rất là cực kỳ ok luôn. Đây. Đấy, ở đây thì nó sẽ có công tắc bật lên này. Đấy, bật lên nhá. Đấy, công tắc bật lên này. Máy chạy rất khỏe luôn. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là cái điều chỉnh cái lượng gió này, lượng gió ở đây. Đấy, công tắc bật lên này. Đấy. Đây em sẽ test cái đồng hồ hơi cho bác xem nhá. Đây. Đây khi mà em bóp tay vào cái đồng hồ hơi nó sẽ lên này. Đây, các bác nhìn cái đồng hồ hơi này, đấy nó lên này. Đấy, cái lực tay em bóp này. Đấy các bác nhá. Đấy, bóp tay đồng hồ hơi nó sẽ lên. Đấy các bác thấy. Đó, em bỏ tay thì cái đồng hồ hơi nó sẽ nhả ra. Đó. Máy chạy thì cực kỳ là khỏe luôn. Áp lực hơi thì rất là tốt nhá. Đấy, áp lực hơi cũng rất là tốt. Và con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 400 400 mấy nhỉ? Các bác lên xem là máy bơm hơi nhá, máy bơm hơi. Máy bơm hơi này. Máy bơm hơi giá của nó sẽ là, máy bơm hơi này sẽ là 480k nhá. 480k cho một con máy bơm hơi như này. Đó, hàng rất chất lượng cho bác luôn rồi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái set thìa đũa nhá. Các bác lên cho em là set thìa đũa. Bộ này thì giá siêu hạt rẻ cho bác rồi. Combo cho các bác như này, bao gồm là 6 đôi đũa và 6 cái thìa. Hàng cái thìa này thì cực kỳ là dày dẫn các bác này. Đấy. Thìa này của nó thì khá là dày luôn. Các bác dùng để ăn cơm, ăn phở, ăn sáng, ăn bún đều ok hết nhá. Hàng siêu dày dẫn cho bác luôn. Inox 304 nhá. Đây, Su 304 này, cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 6 cái thìa này. Đấy. 6 cái thìa các bác này. Đây. 6 con thìa như này, kèm thêm cho các bác là 6 đôi đũa luôn. 6 thìa kèm thêm 6 đôi đũa như này. 6 đôi đũa như này. Và giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80k nhá. 80.000 cho 6 cái thìa và 6 đôi đũa. Giá cực kỳ là tốt cho bác luôn. 12 món mà giá chỉ có 80.000 thôi. Đấy, đũa thì nó sẽ là đũa bằng inox 304, đầu có đánh nhám chống dính hết nhá. Đấy, đây, đũa bằng inox 304 này, đầu đũa có đánh nhám chống dính này.
Thìa thì siêu dày dẫn và chắc chắn luôn. Đấy, thìa của nó thì khá là dày dẫn và chắc chắn nhá. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Một cái bộ thìa đũa như này bao gồm cho các bác là 6 thìa, 2, 4, 6 thìa, 6 đũa như này. Lên cho em là set thìa đũa nhá. Hàng của Nhật đây, hàng của Nhật này. Đấy, lên cho em là set thìa đũa. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá set thìa đũa này, giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho một set thìa đũa như này, 80.000 thôi. Giá siêu tốt cho bác luôn nhá. 80.000 cho một set thìa đũa như này. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái miếng dán thải độc chân nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái miếng dán thải độc chân nhá. Đó, miếng dán thải độc chân. Một hộp này của nó thì bao gồm là 50 miếng dán nhá. 50 miếng dán và 50 cái bịch thuốc như này, 50 cái bịch thuốc như này. Đấy, miếng dán thải độc chân. 50 miếng dán, 50 bịch thuốc. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một bịch này, một gói này của nó sẽ là hai gói thuốc nhá, hai gói thuốc như này. Về nhà thì các bác bóc cho em cái gói thuốc ra, sau đó thì bóc cho em cái miếng dán này ra này, lấy cho em một cái miếng dán này. Thì miếng dán này thì các bác bóc cái mặt giấy bóng này ra, bóc cái mặt giấy, bóc mặt giấy này ra. Sau đó thì các bác dán cho em cái mặt chữ này vào cái tờ giấy này, dán mặt chữ vào tờ giấy này. Đấy. Sau đó thì các bác dán vào gan bàn chân cho em, dán vào gan bàn chân như này. Đấy, đây các bác dán trực tiếp vào cái gan bàn chân như này cho em nhé. Đó. Sau đó thì các bác đi ngủ này. Khi các bác đi ngủ nhá. Đấy. Khi các bác đi ngủ thì độc thải, độc tố nó sẽ thải ra, nó sẽ thải ra, nó sẽ cái thuốc này sẽ hút và nó sẽ ngấm cái độc tố nó thải ra thì nó sẽ rất là tốt luôn. Đấy. Rất là tốt luôn. Và giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 40k cho một hộp này thôi, 40k cho một hộp này nhá. Đấy. Thì các bác cứ để qua đêm thì tất cả các cái phần độc tố, các cái phần mà ở cái gan bàn chân ấy thì nó sẽ tẩy sạch cho các bác luôn. Đấy, tẩy sạch cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là hợp lý luôn, giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là miếng dán thải độc chân nhá. Đấy, lên cho em là thải độc chân, thải độc chân. Đấy, thải độc chân, giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k cho một cái miếng dán thải độc chân như này. Đấy, đấy, lên cho em là thải độc chân, giá sẽ là 40.000 cho một hộp như này. Đây các bác này, về nhà các bác lột ra như này cho em, sau đó thì ập cái miếng dán này vào đấy, gan bàn chân. Các bác để qua đêm nhá, để qua đêm thì đấy, những cái độc tố nó sẽ chảy ra như này. Đấy, nó rất là sạch sẽ. Đấy, thải độc nó là ngải cứu kết hợp với một số các loại thuốc bắc nữa, rất là tốt luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 cho một hộp miếng dán thải độc chân này nhá. Lên cho em là thải độc chân, giá của nó sẽ là 40k. Đó, sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bẫy chuột thông minh nhé. Lên cho em là bẫy chuột thông minh. Giá của nó thì sẽ là 15.000 trong chiếc như này, 15k một chiếc này nhé, 15k trong chiếc bẫy chuột thông minh này. Rất là tiện luôn, các bác chỉ cần nhấp như này thôi. Đó, nhấp vào cho em như này. Đó, và khi mà các bác đặt một miếng vào đây và con chuột nó chạy qua, nó sẽ sập bẫy này. Đấy, chạy qua sập bẫy luôn. Lên cho em là bẫy chuột thông minh nhé. Đấy, lên mã cho em là bẫy chuột thông minh. Đó, giá sẽ là 15.000 một chiếc nhé. Bẫy chuột thông minh, con này rất tiện dụng luôn. Đấy, con chuột chạy qua nó sẽ sập bẫy luôn nhá, chuột chạy qua sẽ sập bẫy luôn, rất là tiện. Đó, đây các bác theo đây. Đấy, sập bẫy luôn. Giá sẽ là 15.000 một chiếc khi các bác sử dụng ấn đều hai tay này cho em để mở bẫy ra này. Đấy, con chuột chạy vào là sập bẫy luôn. 15.000 một chiếc nhá. Và bác nào lấy từ 3 cái thì sẽ là bằng 40k nhá. 40.000 3 cái. Lẻ thì sẽ là 15.000 một chiếc. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop của anh Giang. Bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kệ kem đánh răng nhá. Các bác lên cho em là kệ kem đánh răng. Thì ở đây bộ sản phẩm nó sẽ bao gồm cho các bác là một kệ và 3 cốc luôn. Đấy, một kệ 3 cốc, rất là tiện như này. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 cho một cái bộ kệ kem đánh răng này thôi. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 3 cái cốc như này nhá. 3 cái cốc như này. Đó, có hẳn cho các bác tới 3 cái cốc luôn. 3 cốc này, có nam châm hít nhá, có nam châm hít này. Đấy. Rồi nó sẽ có cho các bác là miếng dán sticker cái thứ đầy đủ luôn. Miếng dán sticker đầy đủ nhá, và có miếng dán này các bác đeo lên tường nhá. Đấy, có miếng dán đeo lên tường. Đấy. Và các bác chỉ việc dán lên là đeo lên là sử dụng thôi. Ở đây nó sẽ có một cái ngăn kéo như này, một cái ngăn kéo như này để các bác cho những cái đồ linh tinh nhỏ nhỏ vào đây. Đó. Thì các bác có thể để cốc ở trên này nhá, để cốc ở trên này. Đấy, để ba cái cốc ở trên này cũng ok. Hoặc là các bác có thể để cốc ở cái phần nam châm hít ở dưới này nhá. Đây, nó sẽ có cái nam châm hít như này. Đấy, các bác có thể để lên cái nam châm hít như này. Đấy, rất là tiện luôn. Và các bác xoáy cho em cái lọ kem đánh răng vào đây, xoáy lọ kem đánh răng vào đây. Các bác chỉ cần nhấn này là nó sẽ ra này, nhấn này sẽ ra luôn. Đó, rất là tiện dụng. Và giá thì chỉ có 180.000 thôi. Các bác lên cho em là kệ nhà kem đánh răng nhá. Đấy, kệ nhà kem đánh răng, giá của nó sẽ là 180k trong cái bộ như này. Rất là tiện dụng để cho các bác sử dụng trong cái
sinh hoạt trong nhà tắm, nhà vệ sinh của mình. Đây em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn. Đơn hàng từ trên 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Đây các bác này, đấy về nhà các bác chỉ cần là lắp cái miếng dán lên. Đấy, lắp cốc vào này, rất là tiện luôn. Đấy, lắp miếng dán lên sau đó các bác cho vào cho em là xong. Nó rất là tiện dụng như này. Đó. Các bác để rất là nhiều đồ, xoáy lọ này, cho kem vào này. Rất là tiện nhá. Đó. Để những cái đồ linh tinh rất là ok. Đấy, rất tiện dụng luôn. Lắp miếng dán vào là sập xuống là xong nhá. Đó. Có thể để cốc này. Đấy, để đồ trang điểm này. Đấy, rất nhiều thứ luôn nhá. Đấy, kem đánh răng xoáy vào này. Nhả ra này. Đó, rất là ngon lành nhá. Bỏ đồ trang sức các thứ này, đồ lặt vặt này, rất ok, giá cho 180.000. Lên cho em là kệ kem đánh răng nhá, kệ kem đánh răng. Đó, kệ kem đánh răng này. Kệ kem đánh răng, giá của nó sẽ là 180k nhá. 180k cho cái bộ kệ kem đánh răng như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop tiếp tục về cho bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái đồng hồ bật lửa nhá. Các bác lên mã giúp cho em là đồng hồ bật lửa. Đây, nó sẽ là một con đồng hồ như này. Có kèm cả bật lửa luôn. Con này thì không có ga nhá, không có ga, về nhà các bác tự bơm ga vào cho em thôi. Đấy, đồng hồ bật lửa, con này thì không có ga, về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. Đây. Đấy, bật đánh tách phát này nó lên này. Đấy, bật tách này phát lên, nó rất là tiện luôn nhá. Rất là tiện luôn. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000. Đấy. Các bác bật này thì nó sẽ lên cả đèn luôn nhá. Bật này lên cả đèn luôn này. Con này thì chưa có ga nó nhá. Về nhà các bác phải ra cửa hàng bơm ga và các bác nghe cho rõ nhá. Đấy. Đồng hồ bật lửa này, đồng hồ bật lửa này. Đấy. Chưa có ga nhá. Chưa có ga. Về nhà các bác tự bơm ga nhá. Tự bơm ga, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k trong con đồng hồ bật lửa như này. Chưa có ga, về nhà các bác tự bơm ga và giúp cho em. Đó, trên video em nói rất là rõ luôn. Các bác lưu ý cho em nhá. Màu sắc rất là đẹp luôn. Giá sẽ là 100k. Rồi, ok. Sản phẩm bộ dây vòi xịt vệ sinh các bác nhá. Nay bên shop lại về số lượng cho các bác luôn. Hàng về số lượng và giá rất tốt cho bác luôn. Chỉ có 100.000 cho một bộ này thôi. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một dây, một đầu vòi và một giá đỡ nhá. Có kèm ốc ác cho các bác luôn. Đấy, kèm cả ốc vít cho các bác luôn. Ốc vít có bằng inox hết này. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, sẽ kèm cho các bác là một dây nhá, một giá đỡ như này. Một dây dài 1,5 m nhá, dây dài 1,5 m. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Lô này về lô dây dài nhá. Hàng thì của Nhật các bác này. Hàng của Nhật, hàng có thương hiệu Osaka Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Osaka Japan các bác này. Đấy, Osaka Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đấy, Osaka Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đây. Các bác bóp như này này, bóp vào như này là nó sẽ xịt ra này. Đấy, cơ chế của nó sẽ là cơ chế ngắt tự động, nói bé thôi. Cơ chế của nó sẽ là cơ chế ngắt tự động nhá. Khi các bác xịt thì nó sẽ ra. Đó, xịt thì nó sẽ ra và các bác bỏ thì nó sẽ tự ngắt nhá. Đó. Đây, dây dài 1,5 m nhá. Dây dài 1,5 m, tha hồ thoải mái thì các bác sử dụng luôn. Có kèm giá đỡ này các bác, có kèm giá đỡ như này. Các bác chỉ cần đặt vào cái giá đỡ này xong. Đó, đầu xịt như này. Đấy, có kèm giá đỡ đầu xịt như này nhá. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó, giá rất tốt luôn. Đấy. Thì đây nó sẽ kèm cho các bác là một cái đầu vòi xịt như này. Dây của nó là dài 1,5 m các bác nhá. Dây dài 1,5 m. Đó, đây dây dài 1,5 m này. Các bác đầu vòi xịt như này. Thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt nhá. Giá của nó chỉ có 100 cành thôi. Lên mã giúp cho em là dây vòi xịt vệ sinh nhá. Dây vòi xịt vệ sinh. Giá của nó sẽ là 100.000 cho một bộ dây vòi xịt vệ sinh như này. Đó. Bấm ghim vào. Qua lên cho em là dây vòi xịt vệ sinh nhá. Dây vòi xịt vệ sinh này. Đó, dây vòi xịt vệ sinh, giá của nó sẽ là 100k. 100k cho bộ dây vòi xịt vệ sinh như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về đưa thanh con dao đi. À, cái lô nước hoa, bộ ba nước hoa Nhật nhá. Các bác lên cho em là bộ ba nước hoa Nhật, giá thì chỉ có 150.000 thôi. Hàng này thì siêu thơm luôn. Đấy, nam nữ đều dùng được hết nhá. Nó sẽ là dòng trung tính các bạn, dòng trung tính. Nam nữ đều dùng được hết, rất là ok luôn. Đây, nó sẽ là bộ ba nước hoa như này. Đấy, hàng nguyên đai nguyên kiện như này. Các bác lên cho em là bộ ba nước hoa nhá. Bộ ba nước hoa. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt luôn. Bộ bao gồm cho các bác là ba chai như này. Bộ ba chai nước hoa giá sẽ là 150.000. Lên cho em là bộ ba nước hoa nhá. Đó, bộ ba nước hoa này. Bộ ba nước hoa giá của nó sẽ là 150k nhá. 150k cho bộ ba chai nước hoa như này, giá rất tốt cho bác luôn. Đấy, thì đây sẽ bao gồm cho các bác là một chai màu hồng, một chai màu đen. Đấy, nắp màu đen và một chai nắp màu sừng như này các bác này. Đấy, mỗi lọ nó sẽ là một mùi hương khác nhau, rất là thơm luôn các bạn. Đấy, rất thơm, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu nhá. Đấy,
mùi thơm trung tính, dịu nhẹ, dễ chịu, nam nữ đều dùng được hết nhá. Dòng này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đấy, các bác lên cho em là bộ 3 nước hoa nhá. Hàng của hãng cực kỳ chất lượng luôn. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cho chị em phụ nữ nhà mình. Đấy, hoặc là mua để làm quà cho sếp rất là ok luôn nhá. Đấy. Rất là thơm và giá rất hợp lý nhá. Đấy, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu, bộ 3 nước hoa của Nhật đây. Đấy. Hàng của Nhật toàn bộ chữ Nhật hết này, giá rất là tốt cho bác luôn. Lên cho em là bộ 3 nước hoa, giá sẽ là 150.000. Đó, 150.000. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái chổi lau các bác lên cho em là chổi lau kính nhá. Đấy, chổi lau kính, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có cho các bác là đi nó sẽ là một con chổi rất là chất lượng như này nhá. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là hai cái đoạn như này để các bác nối dài vào cho em này, có tay xoáy nối dài như này nhá, có tay xoáy nối dài này. Đấy, và đây thì nó sẽ có một cái ngẫng như này, có một cái ngẫng như này nhá, để các bác xoáy vào cho em này, xoáy vào cái ngẫng này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cái ngẫng này để có xoáy cái ngẫng này vào này, xoáy vào đây. Sau đó thì các bác đóng vào cái phần chổi này, đóng vào cái phần chổi này cho em này. Đây. Đấy, sập vào cái phần chổi này. Nó sập mạnh nó vào. Đấy, khi nó đã vào rồi là ok nhá. Con này nó có thể ngót nghéo như này thì các bác có thể dùng để mình lau dọn rửa nhà vệ sinh này, rồi làm các công việc đều được hết nhá. Lau kính, lau sàn, dọn rửa nhà vệ sinh, rồi nói chung là đầy đủ hết các công việc luôn. Đấy, nó sẽ có một cái nắp xoáy như này nhá. Đấy. Chiều này thì nó khá dài luôn, nó vào khoảng là 1m2 nhá. Vào khoảng 1m2 gì đấy, rất tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Và ưu điểm của con này thì nó có thể cho nghiêng như này để các bác có thể đưa vào các cái khe kẽ của nhà tắm, nhà vệ sinh nhá. Đấy, giặt rồi lau chùi rất là tiện dụng luôn. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Các bác lên cho em là chổi lau kính nhá. Chổi lau kính giá của nó sẽ là 50k cho một con chổi lau kính như này nhá. 50.000 cho một con chổi lau kính như này. Đó, đây em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bác này, đấy, rất là tiện luôn nhá. Các bác có thể cọ này. Đấy, cọ cái này nó rất là sạch luôn. Đó. Đấy. Đây là chổi cọ trà sàn 2-in-1. Thiết kế của cái em chổi là khá là thông minh. Vừa cọ vừa gạt vừa lau kính được nhá. Cái đầu gạt nước vô cùng tiện lợi luôn, giúp nhà các bác luôn sạch sẽ và khô ráo. Em đang sale, mọi người vào săn sale ngay nhá. Đấy, rất là ok luôn. Đó, con này thì rất là tiện dụng này các bác này. Đó. Quét kỳ cọ rồi lau rồi gạt nước đều ok hết nhá. Em đang sale, mọi người vào săn sale ngay nhá. Rồi ok.